nguyên khói, ép lẻ. Ép có ép được đâu, tại tim không đủ người lên. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng điên biết nghĩ suy, vì em đã chất lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Nguyên khói, thả con tà thần rồi không ai lên ha ha ha. Thế là mày cày. Dù như mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta đau. Nè thằng kia nó mất chiêu rồi kìa. Trời ơi, tôi nhắm đau lắm. Ngày không đau, mấy thằng kia đau. Tim mình cấu rỉa mà cấu cấu đi. Trời bướm ơi, té bướm ơi. Rồi ôi, bướm chết rồi. Ui dồi, nó chụp hình em. Chạy thôi. Áo lực quá. Vừa vào tim cấu cấu rỉa cấu trước thì bướm bị con Greg kéo áo thế đấy. Đặt cái mắt ở đấy. Chị tí. Nguyễn Quốc Toàn, chị Google ăn cơm chưa? Chị đang chờ em tặng sao để mua bánh mì đây. Linh hít, bướm chết rồi chim biết sống sao mặt cười rất nữa. Mọi người, thằng Zuka bắt tớ, nó bắt tớ này mọi người ơi, tớ còn đấy, tớ còn liềm, nhưng mà nó không bắt giáp hồi sinh. Ôi đánh góc này thằng đi giáp kìa. Lên công tà ma bắn AOE với gấu luôn. Trời chết mẹ em rồi, chết mẹ em rồi. Ôi em chưa chết mọi người ơi, ui trời ơi, em chưa chết thì em mất liềm rồi. Lên mẹ quỷ kiếm chơi luôn. Hay cái gì? Sắp mất xe ra rồi. Tim chết hết rồi. Hay cái nịt nó. Thôi cái em này cứ úi mấy cả chat hoài. Em này chơi game đi em Mina. Em này chat nhiều á. Bởi vì em này nằm bảng nhiều mọi người. Em này có thời gian chat quá. Chat hoài luôn. Em bị bắt rồi. Em chơi Mina mà em bị bắt à? Đúng rồi ôi. Ôi trời. Thằng Zuka. Thằng này nhảy đâu lắm. Chúng nha, một thằng trong bụi rồi. Trần Nam Trường, anh hùng cào phím ánh, mặt cười lộn ruột. Từ Mina này, team cho ai lên, đứng lên. Ôi em ơi, thằng này lấp tẩu chị được chị này. Ôi anh em ơi, tui hết máu. Nguyễn anh em ơi toàn, lên nham thuần đi em. Hay kìa, ao chấm máu cho Thái. Làm được việc không? Hay quá. Thôi anh gờ rách thôi. Anh ơi, em mà chết là mọi người chửi em ngu đó, anh gờ rách rồi. Hai em đường khoang, bên 6 cây nanh dặn bắn đi. Em nhắm đã toàn xịt từ bản là 6 cây nanh nữa, mọi người chửi em chết. Gì? Sắp hồi được cái giáo hồi sinh rồi. Đỗ Xuân Đình, bạch kim vô cào phím. Ê, ăn được nè.
Team nó đẹp. Ê, team nó xít thua luôn kìa mọi người. Lẹ, 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 lẹ. Lẹ, lẹ. Xe ra này. Trần Nam Trường. Rồi. Tí keo 502 bắn mới. Tôi ăn được xe ra rồi. Ăn được xe ra rồi. Ui sao game đang hay nhạc lại tắt này. Đã không có tiếng game rồi lại còn mất nhạc. Ui thôi. Chơi. Ôi dồi ôi, game đang căng. Ôi dồi ôi. Ôi. Văn Khải, xong mời em game nhớ. Mọi người đâu hết mẹ rồi. Ôi nó đánh em túi bụi vào đây này. Em chả làm gì được, em bán liềm các thứ rồi mà không làm gì được. Win luôn đây. Hay quá. Tự dưng nhạc tắt chết luôn. Chán thật sự. Nhưng mà lại win mọi người ạ. Nguyên Khoi, thả cánh trên ba đường rồi. Em chết ngỏm rồi, chứ lại còn được thả đâu. Con xe ra nó tự chui ra mà. Nhưng win rồi. Nho. Ôi giời ơi, chết rồi, ăn một củ khoai với anh Quang Trường rồi, anh Quang Trường ơi. Em xin. Lộc đến. Ghen câu, nhạc tắt chết là đúc rồi. Ừ, tự dưng tắt nhạc tắt chết luôn mọi người ạ. Nể luôn mọi người. Hết nhạc là đúng là chết luôn đấy. Hôm nay tiếng game bị lỗi, em may thử bao nhiêu cách mà không bật được luôn á. Tự dưng lại phải sim một củ khoai của anh Trường. Tự dưng lại thấy em may cầm eo su mà bày đặt cho kèo. Nể luôn. Khinh thường em may eo su không win được anh Trường ơi. Game mới mọi người, 411854. Yo. Ngô Việt. Hi Ngô Việt nha. Mặc dù bắn ngu nhờ vẫn win nha. Nhạc tắt đúng lúc đấy. Mở bài đấy bản quyền, nghe nhạc tiếng Anh sợ bản quyền lắm anh. Ôi em chào cả nhà mới từ nãy từ kênh của anh Tùng qua nha mọi người. Ăn 1 triệu thì sao em cũng một củ khoai còn gì nữa. Nguyễn An, một củ khoai mì. Tự dưng đang nhạc đang hay tự dưng tắt, ảo thật, còn chưa hết bài mọi người, chết luôn. Ken công, ao ra vào lại là có lại tiếp. Chị ao rồi, nãy chị ao thử, ao ra vào lại xong rồi bật tắt trong game rồi tắt các thứ thoát ứng dụng ở điện thoại rồi không được, tự dưng hôm nay bị lỗi. Thế nào tự dưng Quang Trường cho em mây kèo cái em mây lại lật kèo ấy nhỉ. Trời ơi. Anh Sinh, hello. Anh lên không mọi người? Em chào anh Sinh nhá. Thôi đừng gọi bà già, bà xã, bà huyện gì được nha, chứ không thích bà già nha. Cho em xin AD cho anh Am Erlon đây. Anh Erlon cho em xin AD cho. Một củ chạy với dép hình không? Anh Quang Trường uy tín mà. Đấy, game này chơi con này nhá. Hay nhất ơi. Quang Trường được luôn một củ khoai, mặt cười nhộn. Được luôn một củ khoai. Khoai mì. Quá rực rỡ luôn, mất eo su kìa chị à. Thôi cái này chị chơi con khác, răng ba con eo su. Thể thi thoảng thể hiện tí cho anh em coi thôi. Được canh lê, thức khuya thế chị. Ờ chị hôm nào chị cũng like đến sáng á, chị quen rồi. Như một thói quen em ạ, ngày nào chị cũng like đến sáng. Ken câu, mai dưới ốc xích qua cho đúng một củ khoai. Ơ kìa. Không, nãy anh Trường bảo có 1 triệu nhưng mà mày treo là một củ khoai thôi. Dẫn ây à, Hoàng Trần như một thói quen xem chị like đến sang mặc dù sáng mai đi học. Ủa thế là em thức luôn em đi học à?
em thức luôn đi học mà Hoàng. Giống chị đấy, chị cũng toàn like không chị đấy. Chị cũng toàn thức luôn xong xong rồi kiểu like xong phát xong chị đi học luôn đấy. Ok anh Trường nhá. Anh Trường vậy suốt ngày thấy game ngủ nhỉ. Home cơ body, nhìn tỉnh cả người, mặt cười chảy nước. Tỉnh liền, tỉnh liền. Trường Hồng Phúc, em thử vote anh thông báo rồi kéo lên lại chưa? Rồi anh ơi, em thử hết rồi. Em thử hết rồi á anh Phúc ơi. Mà không được luôn á. Tự dưng hôm nay game của em bị lỗi. Để tí nữa thoát thử ra lần nữa nhé mọi người. Nãy em thoát hết các kiểu, các kiểu con đạt điểm ổn. Không được anh ạ. Thông báo các kiểu gạt lại bật tắt của iPhone rồi trong game. Nguyễn Văn Thành, nhìn chị ngon quá. Đây rồi, ơn giời. Giờ Thành à, chạy đi đâu được. Miếng mồi béo bở. Hãy bước đi và tự nghĩ suy. Dù cho em không còn anh nhưng anh vẫn còn em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Quang Trường nhận được chưa Văn? Tớ chắc là nhận được rồi, cậu để tí tớ ra tớ check á. Mà uy tín mà biết rồi đâu còn check đâu. Kiểu tớ đăng like này nó không ấy thông báo lên được. Nó không thông báo lên được. Milan chưa bố, sắp bố. Ngô Việt không biết kia cùng tên mà gặp múa flo lằng ngoằng thật. Lên là 4 đấy nhá. Em dòng còn lại anh mây trong cơn mơ mình. Ngan trái tỏ về trận này đi. Người chơi chơi mít nó này. Em xinh như là thiên thần. Rồi đâu hết rồi, dồn đam cái gì mà không đủ vậy? Cho em không còn anh nhưng anh vẫn còn em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh. Nguyễn Văn Thành, chị xin quý. Cảm ơn anh. Sẽ mãi mơ về em với em. Tình yêu trong mơ của anh thắm mong một lần. Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương. Cùng đắp xây mộng mơ. Đòi cướp của mây hả? Đảo Thao, hello nàng. Em chào anh Thao. Bộ đỏ nó ra, nó yếu rồi đấy, đi lên yếu. Sẽ mãi bên nhau. Lên chơi tiếp Miss. Này. Tớ với cậu chơi tiếp. Luật, Hi bà. Hi bà. Nó luật nhá. Thằng Miss nó đái buồn cười nhỉ. Đâu có gì đâu mà nó đé vô đây. Nguyễn Dương, lên số tài khoản làm quà kèo đi. Số tài khoản em đây anh ơi. Chứ hôm nay không có số tài khoản hiện. Đây ạ. Để anh Duy ơi, kèo gì anh Duy ơi. Kèo gì để phấn khởi hả anh Duy. Cho chơi game phấn khởi hả. Loạt, deadline muộn giữ bà. Đúng rồi ông. Tôi like muộn lắm ông. Hôm nào tôi chẳng like đến sáng rồi ông. Sớm thì 3-4 giờ mà muộn thì 6-7 giờ sáng. Anh
Vũ Long, Anh Ong PPM. Hôm nào okay, em ông về, bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ. Ba thằng nữa nè. Đỗ Sơn Đình, muộn nữa 8 giờ 9 giờ. AD nó yếu rồi, ngang trái Quang tỏ, ngang trái tỏ. Tại lưu sẵn số tài khoản rồi. Đẹp rồi. Tớ biết mẹ. Hay quá anh Elon, Elon ơi. Không kia một mình phải lùa ba thằng kia kia. Giống đấy. Đặng Thang, quả nhạc này buồn ngủ quá nhà ngả. Nó đến bài đấy em cũng không biết. Mọi người chịu khó đi, tí nữa nhạc lại lên bây giờ mà. Kênh em nhạc lên nhạc xuống có cả. Nhạc kênh em phục vụ đa lứa tuổi. Phục vụ từ bé đến lớn, từ các ông già trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ những bạn trẻ nhỏ cho đến trẻ thiếu niên, từ những ai mà hay nói luyên thuyên đến không nói gì. Nói chung là kênh mây là nhạc nó nhạc bolero Venus, ha ha. Nói chung là nhạc kênh mây là nó đa dạng phong phú và màu mỡ lắm, mọi người cứ tờ. Bài này chưa thích thì bài sau sẽ hợp gu nhá. Qua này, cứ qua này. Chơi hôm. Vân em, ngủ đi bé yêu ơi. Em like đến lúc nữa. Hôm nay hơi mệt nhưng mà vẫn like được lúc nữa. Giờ này chưa ngủ được. Đến nay đi lại nhiều không rồi. Hay này, nó giải rồi đấy, tim nó giải rồi đấy. Thằng Quy Liên quanh đây này, nó vừa hiện vòng. Đặng Thao, anh mà ngủ quên lại bảo em đánh không hay thì chết. Chết. Sao anh ơi, xem stream em tầm đêm đêm này làm cho mọi người ngủ quên cũng là một niềm vui của em anh ạ. Ít nhất là có tác dụng, cái live stream em có tác dụng là cho mọi người xem xong mọi người có thể ngủ được. Tại em cũng mất ngủ nên em hay lướt lướt xem một cái video hoặc cái livestream nào để treo xong để nghe để ngủ á. Chạy hồ. Chạy. Chơi nó. Đỗ Sơn Đình, nhưng anh thì ngủ quên trong trái tim mà. Không nha, trái tim em chỉ một người vào được thôi anh ạ. Anh lại còn đòi vào trong này nằm ngủ quên ra đây. Người ta vào, người ta đứng thì không có chỗ. Còn đòi vào nằm ngả ngang ngả ngốn ra đây à. Còn lâu anh ạ. Anh quên đi. Cứ đứng đây, đứng đây, tớ dụng nó cho. Chị này không ngủ được xong bắt em đi thức cùng. Này không ngủ được mà. Ai bắt mọi người thức cùng? Trời ơi, tao live stream cho mọi người ngủ ngon rồi. Bắt mọi người thức cùng. Tệ. Đặng Thao, nhìn nàng như vậy đố anh nào ngủ được. Phải ngủ ngon chứ anh Thao ơi. Bắt sát thủ luôn. Chơi game với anh Thao. Nó không đi bắt mình thì mình phải đi bắt nó các bạn ạ. Anh cứ lên này. Louis Hoàng, giống vợ mình thế nhỉ. À thế à, thì cậu lôi về đi chứ cậu để mẹ ngồi đây chết. Cậu để ngồi đây lại thành vợ anh khác.
chơi luôn. Qua này nó hết chiêu à? Tiếp luôn. Yeah. Lên số tài khoản đi. Số tài khoản em ở bên góc bên trắng trắng bên màn hình đấy anh. 6968898 MB anh ạ. Ôi nó hên nhở, thằng mid nó mất tốc rồi nhá mọi người. Ôi sao mà chơi game để nó giết vậy. Thằng này nó sợ mình các bạn ơi. Bé thằng tuy lên tạt xa. Số tài khoản của người giàu. Không có thanh tẩy nhé, bạn này có giải giải không? Có ulti á, có ulti có thanh tẩy là mây ulti vào đấy mà không có thanh tẩy, không tự tin. Hoàng Trần xếp ba đường làm nhẹ cái mega đi chị. Ôi dồi dồi dồi. Đỗ Xuân Đình, anh em để tôi mang vợ tôi về cho nha. Nó mất ulti rồi cả. Kahi mất ulti rồi, cơn này vào không? Nó hết lính luôn. Đi len. Ôi sao mà để AOI gì mà siêu việt đấy hả? Home cơ body, mày hay có những câu nói rất chi là khéo ok đấy. Nguyễn Duy, trận sau teo qua đây. Qua đấy, đâu rồi? Nè, hai cái thằng này còn thằng này nữa nè. Chơi chứ. Hai thằng đó, mỗi hai thằng đó ra đây mà không ai qua. Được nhá, kênh em mọi người gặp. Từ nãy là không ép được cái gì, toàn đủ lính lên cho bọn nó farm thôi. Điên này. Xe ra ép ba đường đi mọi người. Chơi từ nãy cứ để lính lên cho bọn nó farm hoài. Chả ép được. Ê, mấy ông không ăn với tôi à? Lấy nốt trên là 10 điểm. Ui dồi ôi, lại cân 5 trên kia à, anh trai ơi. Em đến đây. Em đến đây. Đấy, mình đến mà nó phải giạt ra hết thôi. Nguyễn Duy, giờ này banh không biết nhận được liền không? Sao anh, cảm ơn anh nhá. Có lòng cảm ơn. Chạy thế nào được? Tàng hình rồi chạy với chúng tôi. Ui giời ơi, để em mây mega nha. Ê, được nha, có khi được đấy mọi người à. Mọi người tiền đề cho em đi. Tiền đề em nốt cái mega nào. Bà con ơi. Bà con ơi, ui thằng này đôi. Chết rồi. Bé ơi, xin cái mega mà. Chém em cả chơi. Mất cả.
Nguyễn Duy, trách nhiệm báo biết cái chớ dạo này banh rồi mà cứ báo không nhận được. Ok anh Duy ơi, đây, để em vào game em pick tướng xong em ra em check nhỉ. À nhân tiện cái thể là em mây sẽ thoát game luôn nhỉ. 51 sao rồi, anh em nào chơi chuẩn bị vào với mây này, mọi người đợi mây tí mới check banh cái cho anh Duy xem nhận được chưa. Quá đẳng cấp lùn. Chơi game không chết mạng nào, 10-03 có thể là mây mây, mọi người đợi để em mây để em mây check banh một cái, mọi người đợi em 2 giây em check banh cái cho anh Duy phát. Bần Nguyễn, xin tên app không thấy cả sống mũi. Xin tên app hỏi chấm, bạn ơi bạn bị cận thị à? App à, app thấy cả nốt ruồi à bạn ơi. Ủa alo app, app thấy cả vân mô nè. Ken câu, hẳn là đợi 2S. Cảm ơn anh Ngọc Duy nhá, em thấy rồi, trận sau đánh theo, ok anh ơi. Theo ăn nát đúng không? Tớ dùng cam như các streamer khác thôi bạn ơi. Không áp, không filter. Sống mũi người ta này, kêu không thấy sống mũi. Đây là áp à, áp thấy không? Đỗ Xuân Đình, đáp trả cũng dễ thương nửa ai chịu nổi. Ủa sống mũi vào nhà người ta thòi lòi đây, mặc dù không cao, sống mũi mình không cao lắm nhưng mà mình được cái theo gen mẹ. Mình nhìn nó cũng ok la mà, sao lại không thấy sống mũi. Áo thật đấy. Sống mũi thế kêu không thấy sống mũi, thấy cả cái nốt ruồi, thấy cả hôm nằm mọc cục mụn, thấy cả cục mụn trên mặt lại còn kêu. Cam nó nét như thế này kêu nó trời. Huyền Hồng Phúc áp chạy bằng cơ, mặt cười chảy nước. 255583 nha mọi người. Mọi người á, ai mà xài áp á là cam nó sẽ bị mờ mờ, chứ cam nó không được, chứ nó không được nét như thế này đâu. Làm gì có áp nào mà cam nó nét như này được các bạn ơi. Này áp gì, áp thấy cả vân môi. Nốt ruồi trên má cũng thấy luôn. Kêu áp gì không thấy sống mũi. Chán thật. Đạt Công Tử, ngoài đời mây đen thui à, vào like xài app trắng thật. À thế à, ngoài đời mây đen thui à. Bạn nói như kiểu mình chưa ra đường bao giờ bạn ạ. Mình đi những cái sự kiện lớn hay những cái gì mọi người toàn bảo mình cái gì mà mày trắng thế. Hay để mình lấy một cái ảnh chụp ở Garena chụp với mọi người nhá, để nhìn mình trắng con mẹ nó nhất hội đấy bạn ơi. Thôi mình không biết thì tốt nhất là mình không nên nói ra những cái câu đấy, người khác người ta, ví dụ những người biết người ta cười cho. Hiểu không? Lớn rồi, mình đừng có kiểu hơn thua với người khác. Cảm thấy da mình đen thì vào đây ganh ghét người khác rồi nói những cái câu như thế. Đã được gặp mây chưa? Hả? Hỏi lại một câu gặp chưa? Con Trường, không trách của anh à. Có thấy của con Trường không? Em có thấy của con Trường không? Thế mà kêu một củ nó phép. Một củ 200k quy ra một củ khoai. Chán con Trường sao không niềm tin anh con Trường. Em check rồi. Mình biết nhưng mình không cười nha. Rất cay. Hiểu Linh, khéo nét bà còn trắng hơn mặt mấy cái đứa sân si nữa. Mặt buồn. Ô mình thề nhá, mình không phải thuộc dạng gọi đấy nhá. Nhưng mà mình đi cùng với mọi người, bao giờ mình cũng là một cái đứa gọi là trắng con mẹ nó nhất hội luôn ấy. Mình thề với các bạn luôn. Mình thấy các bạn là mình lúc nào mình cũng đi cùng hội, lúc nào mình cũng là đứa mẹ trắng nhất hội luôn ấy. Kêu điên. Quang Trường, ha ha. Có quả em gái Kiều Linh ở xem stream ra bây giờ. Không thấy comment bao giờ lại còn tự dưng lại comment câu hay thế không biết. Thế em Kiều Linh 10 điểm. Bé đấy chị béo hơn bé này á. Mây nó trắng như Manukai. Không đến mức như Manukai. Không đen, đâu có đen đâu thể người. Mình thấy chứ mình đi với các chị. Mình đi với các chị lúc nào. Lúc nào các chị cũng kêu mình là mày trắng thế không. Đây có cái sẹo ở đây anh. Đây này, ai bảo dùng áp nhìn. Người đây. Nhìn thấy cái sẹo tiêm chưa? Áp gì mà áp nhìn mẹ thấy cả cái cục sẹo thế này. Áp thì nó phải mịn mượt. Mọi người biết vì sao mọi người tưởng là áp không? Bởi vì cái da mặt mình nó như vậy, cái da mặt mình không có mụn, các bạn hiểu không? Da mình không có mụn. Này, chứ áp cái gì? Nguyễn Xuân Bách, thương bé khung. Da mình không có mụn, áp mà lại thấy cả sẹo tiêm à? Làm gì thấy?
áp nó phải mịn màng cái này, thấy cả sẹo tiêm này đó. Cái da mặt mình được cái là mẹ mình trời cho là mình không có mổ. Thôi áp là thế này, áp lấy cả nốt ruồi, thấy cả vân môi. Quang trường fan like trung thành tỷ like còn gì. Nhưng mà nói phép người ta làm người ta mừng hột, làm người ta tưởng người ta được một củ khơi thật anh Trường ạ. Bạn nè, đen thế có cho hút không à? Cho có hút không à? Nhưng mà cay bởi vì không đen lại bảo người ta đen rất là bực mình. Nói cái gì nó đúng sự thật thì không. Phát sao 75. Ví dụ chê mình xấu thì mình ok nha. Thì đúng là mỗi người một thích một cái đẹp khác nhau. Ở trên mình xấu, nhận xấu. Nhưng mà không được nói mình đen bởi vì mình không có đen. Mình đâu có đen mà nói mình đen, kỳ cục nhỉ. Nói cái gì đúng thì nhận nhá. Không chê xấu thì ok nhá. Vì mỗi người một cái mình mắt nhìn khác nhau nhá. Mày trắng mà. Chứ đi nói người ta đen, người ta có đen được, bảo người ta đen. Cái gì? Đúng rồi, có theo nhỉ. Một củ khoai của anh không còn thôi, còn chỉ dỗi vãi hết cả trưởng. Kiểu bịp người ta. Kiểu cay ấy. Lại còn bảo sai áp gì không thấy sống mũi. Sống mũi người ta này kêu không thấy sống mũi. Đeo đầu trả teo cho anh. Sống mũi người ta này kêu không thấy sống mũi. Để tôi nhắc lên cho bà thấy sống mũi của tôi nha. Sai áp gì không thấy sống mũi nữa. Nghe cay có cay, cay đắng cuộc đời không chứ nị. Kể ra mà xài app thì cũng đỡ cay, nhưng mà không xài thì bảo là không xài. Thế kênh mình nhá, cũng có mấy bạn nữ streamer cũng hỏi mình là cậu xài filter gì đấy. Nhưng mà mình đâu có xài filter đâu. Phòng mình chỉ gọi là bật sáng đèn thôi, chứ còn được cái là da mình nó mịn, da mình nó không có mụn ấy. Mọi người cứ nghĩ mình xài filter. Thì em nói chị Mai đẹp đừng nói gì nha. Ok em. Cái này chị nhận nhá. Cái này chị nhận nha, bởi vì nó đúng các bạn. Cái này chị nhận nha. Chị nhận cái này nha. Chết rồi, nhận cái xong đồng đội chết rồi. Quên không để ý game. Đây đây, tớ đến đây bạn ơi. Đây đây đây. 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 Chơi đi bạn, tớ đến đây. Nhạc Minh Ngọc, chị top bao nhiêu rồi? Chị có top gì đâu. Khoan cứ rồi. Ôi mọi người ơi, hoãn nha. Bạn Quy ơi, bạn đuổi chúng nó đi. Bạn đấm chúng nó một cái cho tớ chạy. Hay lắm, bạn yêu. Bạn Trung Quốc ơi, chạy thôi, bạn Trung Quốc ơi. Ui giời ơi, ui giời. Quá ok. Ui. Không sao, bạn chết nhưng tôi sống bạn ơi. Không sao, chạy thôi anh em ơi. Rút. Đỗ Xuân Đình, tôi rút đây. Là công chúa nên được yêu thương nha. Ngon. Cười nữa, đúng rồi, còn gì nữa. Thế là ngon rồi. Lãi. Mây lãi. Còn hai mạng đổi hai mạng thì hòa nha mọi người. Top bao nhiêu ý chị chả để ý á. Tại là chị chơi kiểu mấy con này chị có hay chơi mấy đâu. Chị chơi được top bao nhiêu rồi, top. Mai em cày lên rồi chơi ké. Chị 51 sao em ơi. Chiến tướng. Lâu lắm mới nghe nhạc này anh em ạ. Nguyễn Quốc Vinh, hai người mày có tính thì thách thức danh Hải lấy 100 triệu không? Không anh. Thôi. Hai tiểu phẩm với anh em thôi, cứ bắt đi Hải. Lẽ ra làm ca sĩ thôi anh ạ. À. Lẽ ra làm ca sĩ thôi anh ơi. Đời xô đẩy đi làm streamer. Kiều Minh, bạn cứu ít dòng không che cho bạn chạy chứ. Bạn cứu dòng không che cho bạn. Đâu, che đấy, che, không biết là nó bắn. Không biết nó bắn nó hướng nào đâu. Chị không có thấy gì hết. Ôi rồi, chạy đi nhau được. Ôi rồi, là thằng cu này mày còn ở lại đây mày chết luôn bây giờ. Cho tân mít của mày. Nó sáng luôn nào. Ê, ao nhanh. Kèm cơ, mày nó vật lộn cả tháp mới được cái danh chiến tướng. Ôi giời ơi. Thôi nhá. Thôi xin lỗi, không phải do em mọi người ạ. Thằng kia chân dài quá. Sandy chân dài quá. Có không làm việc.
Nó xa quá rồi bạn ơi. Tôi có ấy đâu, tôi cũng muốn húp lắm đấy chứ bộ. Xa quá rồi, nó hên á, nó hên á. Tim mình xui. Hoàng Trần, Black Red thế trận nào cũng vào. Black Red à? Đâu, hôm nay nó vào ít mà, mọi hôm nào cũng thấy trận nào cũng liên tiếp ấy. Thằng này đầu tiên có thích chơi với mây đâu mọi người. Đỏ đen này, thấy vào được mấy hôm thấy được bú win sướng quá. Ui giời ơi, cứu tớ mọi người ơi, hoãn đã, này này bạn kia, bạn ơi. Ui giời. Miễn gì, tất cả do em keo đâu. Em làm gì? Chả bú win. Chả bú win. Chả được bú win sướng quá, bây giờ nghiền, suốt ngày thấy vào, suốt ngày thấy quả đỏ đen ở đây chơi. Tại Hiếu Minh đang hỏi là suốt ngày thấy Black Z vào. Đúng à? Ôi giời chết rồi, sao cứ kéo Mio này. Nghe nhạc tiếng Anh là tí nữa bản quyền chết đấy anh em ạ. Anh em chả nhắc gì em cả. Cứ kéo Mio từ từ để xong em bật sang nhạc Việt cho mọi người nghe nha. Đấy cả, cứ kéo Mio. Chết người đấy, kéo Mio là mai là bản quyền đấy. Nguyễn Duy, tèo S của A, mặt khóc tu tu. Chạy về nơi phía hơi, cánh tay này dài dòng lắm. Alo, anh đang ở đâu đấy? Anh không thấy mây trên top 6 gương mặt thân thiện APL năm nay á. Top 6 gương mặt thân thiện mà mấy bạn streamer á anh. Đấy là mấy cái bạn streamer ở trong chương trình của Garena. Em không Hoàng có Trần, đăng ký Hiếu mấy cái Minh đấy. Đâu Hoàng Trần là. Em không có, ok, tớ xin lỗi. Em không có đăng ký tham gia cái chương trình đấy của Garen. Mấy cái bạn đấy là nằm trong cái chương trình gì của Garen ấy, là được gửi quân huy mỗi tháng với cả review hay cái gì ấy mọi người. Mấy bạn đấy mọi người không thấy là suốt ngày hay đi mấy cái sự kiện của Garen à? Ơ kìa, còn đứng đấy. Em không có tham gia cái đấy. Em không có đăng ký tham gia cái chương trình à, tham gia vào trong cái đấy. Đăng ký cái đấy hình như là được skin mới là được mình được cho đấy, nhưng mà mình phải review các thứ. Mây không, mây không đăng ký mấy cái đấy. Em thức khuya 4 5 năm nay rồi anh Thịnh Tuấn. Hello anh Bùi Đức Duy nhá. Bùi Đức Duy. Hello chị Mây. Thế cái ông Yoshi em còn tưởng ông đấy AFK mọi người, ảo thật đấy. Chơi nó. Nhìn nó đánh đồng đội cứ đứng cái nút. Trốn hơi kỹ. Nhìn vô nồi, thơ niệm chị Mây. Ông ấy đứng nút ngủ quên luôn trong đấy sao. Hoàng Thanh Phương HTP, sao bà Google không đọc comment của mình nhỉ? Tại là vì bạn đen đấy. Bạn bấm like livestream đi là bạn được đọc đấy. Úi giời ơi. Zuka sao cứ bắt mây vậy Zuka? Ủa đứng trong trụ bắt người ta hoài. Dương viết nguyên, trời mến. Em để ID anh ơi. Zuka bắt mây hoài luôn á. Nhạc Nhung Ngọc, em chuyển chị 30k mai đi ăn sáng nha. Ok Ngọc ơi, cảm ơn em. Mai để chị đi làm bắt bún cá em ạ. Thôi anh em nào cho xin nốt 10.000 để mai em đi ăn bún cá. Tròn bát bún cá. Nguyễn Duy, em bảo đánh teo sao lại đi mít. Em quên mất. Tùy game anh ơi.
Tí nữa xem game đấy đánh được theo thì em đánh nhỉ. Game sau. Thanh Đồng, em chơi vui vẻ nhé, anh đi ngủ thôi. Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon nhé. Em mải nói quá, em đánh long quăng. Lâm thẳng vét được mấy mạng nó quay nó bắt đầu gáy anh em. Hiểu hết này đồng đội đâu. Thấy mâm nào cũng có mặt mây mà APR lại thiếu. Thấy mâm nào? Là sao? Sao lại thấy mâm nào cũng có mặt mây là sao? Em đâu có tham gia mấy cái của chương trình ấy đâu. Mấy cái chương trình mà mấy cái bạn nằm trong cái streamer của Garen ấy. Em không có tham gia cái đấy. Cái đấy ký hợp đồng gì với Garen này. Mọi người đi, mọi người toàn phải mặc đồng phục à. Ăn 4 cá có ăn em đi không? Em đi mấy cái đấy em toàn tự túc cả mọi người, đâu có ấy đâu. Đâu có phụ thuộc vào ấy đâu. Mấy bạn ấy đi là mấy bạn được tài trợ mà. Mấy bạn tham gia cái chương trình gì của Garena ấy đó, ví dụ như là livestream hay cái gì của Garen là phải share. Ví dụ như là giải đấu này là pet, pet các bạn ấy cũng phải like luôn ấy. Kiểu thế đấy, có mấy cái đấy, đấy. Mấy hợp đồng ấy, em không có tham gia vào cái đấy. Cái đấy như đăng ký được mà. Nguyễn Du đã góp thêm tô bún cá với cốc trà sữa. Ok, em cảm ơn Duy nhá, cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn Ngọc nha, đi chị trách. Cứ ca hàng sau của thằng này toàn đến sau là vét thôi mọi người ạ. Nguyễn Xuân Dương, đào tạo siêu sao à cậu? Ờ đúng rồi, đúng cái đào tạo siêu sao đấy. Tớ nhớ mãi không ra tên, cái đấy đăng ký tham gia được mà. Mình không tham gia cái đấy. Yếu hết kìa má. Vẫn cất nó, đúng không? Nhạc Như Ngọc, em chuyển rồi đó. Chị cảm ơn em. Trời ơi, đói giết mây hả, mít bên kia. Rồi, cái đào tạo siêu sao ấy Dương. Cái đấy đăng ký làm ra học này. Ra mà cái đấy là thành stream của bên Garena. Nguyễn Hưng, mùa sau đăng ký đi mây. Chương trình đấy có nhỏ, anh nhỏ TV các kiểu mấy người, mấy bạn đa số em thấy toàn là hầu như là mấy bạn bên nha. Ok, đa số toàn là thấy hầu như mấy bạn bên TikTok sao là đều trong chương trình đấy. Đợt lâu lâu là em có thấy bên đấy có đăng ký cái để đăng ký tham gia cái đào tạo siêu sao. Nguyễn Huy, năm nay nhỏ TV không có. Thế chắc anh ấy không đăng ký tham gia. Zuka đằng sau á, ngồi đây này, nó mềm mềm đằng sau này. Tiến Vicky, mai ngủ đi muộn rồi. Em like còn lâu.
của bạn này chưa kéo trúng được ai nhỉ? Đây rồi, vừa nói xong thì bạn ấy kéo trúng rồi. Linh Beat Lost. Đi mà đã lost đó. Cái mắt ở đâu em vừa đi qua này. Đây này, đây có hiện cái mắt này. Nhạc Như Ngọc, Mây Mây xịn nha. Ui không đỡ được. Đây có cái mắt đây. Đỗ ra ra kìa em ơi. Mây trong phim anh Tùng trước đó rồi chắc chắn sẽ đăng ký stream cho Garena đâu. Bên Mai Hi. Hi. Nhỏ nó chuyên ra vào muộn ạ. À. 3 giờ sáng và hi cái. Ủa mẹ nó khôn thế. Mất sớm một quả bom mà không rỉ được máu của nó. Ôi trời ơi. Đánh nhau gì vậy? Ôi xe ra chuẩn bị vào. Tiền Mai sao dị bé, mặt cười khác người. Em thả mất hết lớp giáp dày của nó rồi đấy. Thằng này nhảy đau thế. Ủa. Ủa các bạn ơi. Ôi giời ơi, còn cái nịt. Còn cái nịt các cậu ơi. Chị không có tham gia chương trình của Garena. Chị đâu có tham gia chương trình Garena đâu mà Garena hỗ trợ. Hoàng Trần, bên đêm nhau, ăn đính đầy trụ. Em đã biết tim mình đánh ra rồi. Mọi người chơi, mọi người vô này, em để ID này. Đã biết không thể yêu thêm cách anh cười không môi 544314 mọi người ơi. Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Đã nắng em yêu đôi khi có những phút giây. Nguyễn Quốc Vinh thôi mây thưa nữa. Nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ. Có một mềm thơm thơm vì mỗi bữa cơm xuân hạ thu đông đều có em chờ. Anh Huy hello chị nha. Hello hello anh Huy nhỉ. Có định mệnh nào bao nhiêu đêm anh vẫn thao thức. Có nụ hôn nào điện thoại toàn thần hồng từ từ thôi. Kênh Mây mọi người nhập quen rồi, mọi người nhập nhanh lắm. Chị vừa đọc xong full ID luôn. Ồ, chị dáng yêu thế. Chị thề nhá, nhiều lúc chị còn chưa đọc xong ID mọi người vào xong rồi. Không, chị không biết là bằng một cách thần kỳ nào đấy mọi người vào nhanh dã man. Chị cảm ơn anh Huy nhá. Phía em, nơi mà anh thấy nắng mai. Tim anh biết yên bình và mong thế thôi. Tớ lên eo su nhá. Lê Trung Hiến, nhìn các khi chuyển hay vãi.
chiều em từng nên mình cùng ăn tối và em mất dài. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn còn ngoài vẫn yêu và yêu. Ôi giời, lâu lắm mới có một anh bài em thuộc dài thế này để em nhép mọi người ạ. À, chị ngày nào chị thức khuya? Linh Nhiên, thôi đừng hát nữa. May là nó hết nhạc rồi chị Linh ạ, không em lại phải ca cho chục bài nữa. Cứ bài là thuộc là em phải ca cho phát, cho nó rực rỡ. Chị Linh bảo không ca càng ca đây. Càng ca đây. Có định mệnh nào bao nhiêu đêm anh vẫn thao thức. Linh hít, theo xô nữ ảnh hít. Những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị môi mơ cơ. Mày nó ca mà đầu tôi dịch bưng bưng. Thu đông đeo, có em chờ. Mày nổi, sao lại đầu dịch bưng bưng là cái gì? Như là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên yêu là những điều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim nào đó con người vẫn yêu và yêu chỉ yêu thế. Cái gì nhỏ đang ca hát đã bảo rồi, lẽ ra là đi làm ca sĩ đấy, vì mọi người tôi mới là streamer đấy anh em ạ. Đừng có cán bước mây mây cái mình. Bực cá mình đang hát mà anh em cứ cản thôi. Tụt cá hứng. Quốc Vinh, mày hát não. Tôi tụt cả hứng rồi đấy các bạn ạ, tôi ứ thêm hát nữa. Mà thật ra hết đoạn thuộc rồi. Thuộc là hát liền. Bắn lính chứ không phải bắn xịt đâu mọi người. Ken câu, cảm ơn. Ôi bắn lính chứ không phải bắn xịt nha mọi người. Nó vào bùa đỏ kìa, nó vào bùa đỏ kìa. Chơi nó lụt, chơi nó lụt. Không cho nó chạy, sao lại để nó chạy. Mai chạy. Ui dồi, vút nhầm vút nhầm. Em lúc này chật mẹ đến bài mây thuộc rồi hay sao ấy. Bài này em thuộc hay sao ấy. Không buông tay. Em không thêm một lần nữa thôi. Thêm. Anh em còn được nghe hát có nhạc. Mẹ mấy ông trong game còn mày nghe hát mẹ không có nhạc cơ. Đừng có than nữa. Anh em ngoài live là còn được nghe tôi hát nhép nhạc rồi. Mấy ông trong live là còn phải nghe hát chay cơ, còn không nghe thấy tiếng nhạc á. Hoàng Thanh Phương HTT. Bài nào ưu quốc thuộc hết. Đừng có làm mây cười mây đăng hứng hát đây mọi người, đừng có. Ôi trời ơi, em bị trượt tay á. Ôi em câu hết chiêu chúng nó rồi đó, mọi người chơi nó đi. Hà Hiền, hello em. Em chào Hà Hiền ạ. À. AD nó yếu ạ. À. Múc nó đi, anh ơi, anh em. Anh em. Mất cả cái tốc lên. Chưa có nhắm, chưa có nhắm, chưa có nhắm. Ủa? Người gì đâu mà vẩy hết của người ta nhớ. Bạn này kỳ cục quá. Ken cơ, cài cho mượn lọ thuốc nhỏ mắt. Bạn ơi,
003 là ngon rồi. Con này nó lượn nhiều, khó bắn. Sao chơi Yasuo thế mà vẫn win thì nó mới chất chứ. Yasuo bắn tay. Bắn Elon lấy sai cho tớ bắn đi. Anh Huy, em thấy chị chưa bắn trúng phát nào cả ha ha. Ok thằng này, chị bắn trúng rồi lại bảo chưa bắn. Chị nãy chị bắn trúng thằng AD nó một viên ở đây, kêu chưa trúng xem mà trả kỹ thì còn nhận xét. Ra vẻ thật chứ, xem không kỹ là còn nhận xét như thế trời. Nãy bắn trúng một viên ở đây này, một viên thằng AD ở đây này. Ngon rồi. Ôi giời, thằng này loanh quanh là mẹ chết ngay Victor. Cho tớ cho. Cho tớ cho. Đấy. 103 đừng có đùa với Yasuo. Hoàng Thanh Phương HTP bắn Eosu thêm quả mi sinh nữa thì y đủ combo hại mắt và nhức da như luôn. Hay. Hay. Cái bạn ơi lo này hay quá ta. Cho tớ cục máu đi. Thêm lên. Ơ sao mình không sang ăn đồ nó trước ta. Đấy. Ui bạn ơi. Chơi nó đi, đồng đội chúng mình sang rồi. Đỗ Sơn Đình, vợ tương lai hát tiếp đi đang bánh cuốn mà. Ôi, bắn tay đi, cho anh em đỡ xem thường. Đang hát đây anh. Ôi thằng này tóc lên, thằng này điên à? Điên à? Đau. Ui bạn ơi đau quá. Gian lợi ơi, chơi game mà chạy. Gian lợi. Chơi game mà chạy. Bờ lờ là cái gì hả bạn? Các bạn kia chơi game chết. Căm hận, căm út quá mà bờ lờ là cái gì? Căm phấn quá hả? À bỏ à? Bạn không tin tôi à? Thôi bạn bảo bỏ thì tôi bỏ đấy. Không là tớ đơm hai đứa đấy rồi. Bạn không tin tôi à? 105 ấy đừng có giỡn nha. Xanh nhất Hoàng tem. Trần, bờ lờ là bắt lẻ á? À bờ lờ là bắt lẻ. Một lắm phiên dịch lắm cơ. Người ta viết chữ bỏ ông ơi. Bù lại để thịt con gấu. Chơi rốt nó thịt lại còn cay. Chơi không biết nhìn map lại còn cay cái thằng đỏ đen này. Thắng thì gáy, ăn được mạng gáy mà chết thì lại dãy đạch lên. Chết mày. Trời ơi, trời ơi. Ui. Sợi. Sợi, yếu hết. Linh Nguyên, BL là bỏ vào L. Bạn ơi! Các bạn ơi! Các bạn! Ừ, các bạn ơi! Vâng, nhưng dù một thu không còn yêu anh nữa. Rất lâu rồi. Hoàng Thanh Phương HTP chấm. Đừng có cười em xui thôi. Eo để tầng thằng nắp nó kiểu nó làm mình bị cuống ấy, nên mình mới nhắm trượt ấy. Phải thả đạn ra chứ không đằng nào đứng mà nhắm lâu thì chết. Nhưng mà thả ra xong không chết rồi thằng kia xong mình vẫn chết. Hôm cơ body, quay chạy không thì mặt cười chảy nước. Mọi người muốn em xem Yasuo chất chơi chưa để em bắn thật này. Thể hiện cho mọi người nhìn nha. Hơn một năm trôi qua. Ủa trên kia đông đấy.
mùa thu lễ anh không còn em nữa. Đỗ Xuân Đình, anh em để tôi nghe vợ tương lai của tôi hát nghe. Có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Ozuka về đếp nhà thì em nó lấy một đường đấy. Thằng này chơi game kỳ thật chứ. Kèn câu, làm luôn đi. Mì một loại yếu hết bạn yêu ơi. Bạn ơi, bạn yêu ơi. Cái bọn này yếu hết nha. Kìa viết. Gia Lợi ơi, chỉ được cái báo. Gia Lợi ơi, chơi game có biết viết không? Trời ơi, Gia Lợi bảo là tao không biết viết. Tu liên để nó sống ạ. Ôi giời ơi. Gia Lợi nói không. Gia Lợi không biết viết. Hát Gia Lợi thật, Gia Lợi ơi. Gia Lợi đi rừng mà Gia Lợi ít tiền thế Gia Lợi. Tiêu Ken, à đánh eo su thế là hỏng rồi. Đánh eo su thế là hỏng rồi à. Bây giờ tớ mới chơi game này cậu. Cậu đừng có qua một pha đấy, cậu đánh giá tớ chơi ngu nhá. Mặc dù tớ ngu thật. Nhìn lại đây này. Nhìn này. Làm lại một lần nữa thôi. Đúng một lần duy nhất này. Cho bao nhiêu yêu thương. Đăng Đăng, giờ này chưa y ngủ á. Bạn giờ xích cái thằng này. Giờ xích thằng Victor thôi, chạy thôi té thôi, chim cút bạn ơi. Bắn thằng kia lại hai viên thế mà còn chấm máu ạ. Đăng Ngân, live xuyên đêm à người đẹp. Dạ vâng. Xuyên đêm trời ơi. Đồng đội tôi đâu hết rồi? Ý, thằng nắc yếu kìa. Gia Lợi ơi, Gia Lợi giật xiết nó, Gia Lợi quăng nó lại. Tôi chán Gia Lợi thật đấy. Gia Lợi nhìn thấy thế mà Gia Lợi không ra sớm. Gia Lợi còn đứng vui đùa với con lính ở đấy. Thấy rồi mà để người ta hò hét vang dội rồi mới đi ra. Nó đến đít rồi mới ra. Ông chạy ra sớm thì có phải tôi sống không? Đứng đùa với con lính ở đấy. Chán đâu, chán đâu Gia Lợi thật đấy nhờ mọi người nhỉ. Chơi game bỏ mặc đồng đội. Hi cái gì mà hi. Hi và Liberty. Tràn Hoàng Kim Ngư. Xe ổn không vậy? Xe ổn mà chị không. Chị không. Đời không như ánh mắt. Không như ánh mắt. Game mới mọi người. Vẫn hạng tư nha mọi người. Rồi tới công chuyện. Tôi vẫn hạ số 4 nha mọi người ơi. Game mới nha mọi người ơi. Anh em chơi vô nào. 283218 ạ. Tèn tèn. Lên chuyển tầng xong mới bỗng được bú win à. Đâu bạn ơi. Đầu like tôi chơi á. Tôi chơi team 5 thua xong tôi phải đi đơn để tôi gỡ lại sao đấy bạn ạ. Bạn đừng có mà đùa. Tỷ lệ hét to thế. Mặt cười hét đâu, hét to đâu. Em hét nhỏ mà. Bài này đích thuộc để hát cho mọi người nghe nhỉ. Sao nhở anh em thích nghe bài gì để mây tặng anh em một bài. Mây tặng anh em một bài nhỉ. Nghe tặng cho mọi người một bài thì có khi mọi người sợ các mẹ lắm mà. Hoàng Trần, vãi nho đỏ đen không vào được à. Bé vô mãi không được bé mệt rồi à.
bé đừng có điêu. Bé đừng có điêu, mọi lần bé chơi với chị, bé vào phát là bé thích chơi phát bé vào rõ nhanh. Bé lười, bé đừng có điêu. Mọi người thích hát bài gì nhỉ, để em ơi hát tặng cho mọi người nghe một bài nhỉ. Nhưng mà mọi người ở ngoài nhé, mọi người nghe, mọi người còn có nhạc. Mọi người còn cứ hát bài mới của Jack. Chị có thuộc không? Mọi người còn cứ chê chê thế, còn những cái năm cái bốn cái ông trong này á, bốn ông nghe mỗi được big game, tức là nghe mỗi giọng của Mây không có nhạc thì phải làm sao, mà mọi người ở ngoài mọi người quá đáng lắm luôn, mọi người cứ chê mình. Thật là đáng ghét. Mọi người cấm ơn Highland đi, nếu như không chơi mọi người cấm đây đi, mình ghét con đấy lắm. Mình ghét con đó lắm. Đắp mộ cuộc tình Mây. Không thuộc bài đấy cơ. Bảo là mọi người thích bài gì hát tặng bài đấy, nhưng mà thật ra là em có thuộc bài nào đâu. Mọi người bảo bài nào không thuộc. Mỗi bài thuộc có hai câu. Anh hứa là đâu em à. Buồn cười quá, tự dưng bị buồn cười. Yêu Ken, mở bài đêm cuối đi em. Thôi trêu thế thôi. Giọng đâu mà hát. Hát sợ mọi người nghiền, mọi người bắt hát hoài mệt lắm. Đầu nồng nói đến hôm nay. Cho con gì nhỉ? Mọi người nhỉ? Tân nhi chuyện tình tan nhanh đến vậy. Hoàng Khôi. Những lời yêu thương chân. Hello Hoàng Khôi nhá. Ngọt ngào nhớ. Quá khứ. Đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi với khi nghĩ tới. À, thuộc mỗi câu đây. Ken câu, cảm ơn chúc tôi không muốn thành con nghiện. Bạn không nghiện, bạn phải nghiện. Bạn phải thành con nghiện. Bạn phải nghiện giọng hát tôi chứ, bạn sao đây. Bạn thức cái giờ này, bạn xem tôi chiều, bạn phải nghiện chứ. Bạn đừng có thế. Em xem chị mất 15 phút. Nguyễn Quốc Vinh, ai sang Mây không? 51 sao anh Khôi ơi. Vì buồn nhưng anh nước mắt lại thương. Này em không cần. Buông tay em thật nhanh. Em đã xóa nhòa niềm tin hóa đá. Đỗ Xuân Đình, tôi nhìn vợ tôi là được rồi nha anh em. Chẳng lẽ giọng Mây giống giọng mèo 2K4 nhỉ? Sao giống được luôn á. Thề hai cái chất giọng này nó đã khác nhau rồi á. Hai cái chất giọng nó khác nhau một trời vực. Sao giống nhau được? Toàn so sánh vớ vẩn. Nguyễn Xuân Bách, bớt má ơi. Tao mà đoạn này tao không thuộc rồi Bách. 120 sao đánh cho chung được khó. 120 sao sao mà đánh được. Mây đánh team 5 với khán giả. Bên 120 sao vào làm gì có game bạn. Không giữ lại một người nó yêu thương nhưng không biết cố gắng. Không chắc chắn. Zoom này. Lợn set boy này. Bắn tay. Ê. Ken câu, giọng mèo nó lanh lành nhức đầu lắm. Phải mà hai cái chất giọng nó khác hẳn nhau, chả thấy giống một tẹo 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 nào luôn nhé bạn nhỉ. Hai quả so sánh. Ngã tư đường nơi mình gặp nhau. Sao lại gặp nhau ở ngã tư đường nhỉ? Đây tớ lên đây, tớ lên đây. Bạn em đi ơi, sai của cây ơi. Đánh thôi bạn yêu ơi. Chơi đi, xúc ná. Cái bạn này chậm, thật là chậm chè. Nguyễn Hữu Nhân, mày chiến tướng chưa? Ôi đang chiến tướng rực rỡ rồi anh ơi, lại còn chiến tướng chưa.
Ui dồi ôi, tân mít của tôi. Tân mít của tôi. Ôi dồi ôi. Cái quả kia. Quả caffeine kia. Người ta còn lên 4 cái. Thôi xong rồi. Không lên, chưa lên được 4 cơ. Giờ này còn CS ngủ NXXXXX. Dạ chứ anh ơi. Yes, 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 yes. Anh vẫn còn yêu em phải không? Trời ơi, trời ơi, trời. Ui dồi ôi, con chim chấm máu. Con chim còn chấm máu luôn. Ngã tư đường, nơi mình gặp nhau. Lời bài hát đâu có thế đâu ta. Chắc nghe biết được. Trần Khoa tạo P đi để săn. Đòi săn Khoa. Đừng có săn, săn xong lại khóc thì tôi mệt lắm. Thôi chim ơi. Ê cậu yêu ơi, mày chết rồi con lợn chim này. Ê lợn lợn. Nhờn. Đồng đội mình luôn đến thật là đúng lúc. Linh hit, lost. Chơi game đang chiêu chiêu đánh hay lại câu lót ông này, buồn cười rồi. Úng linh hit. Úng linh hit. Úng tâm hit. Ken cơm, chơi game ông bà đổ. Người ta chơi hay ăn ở tốt này ông bà độ. Đây 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 đây. Anh em ơi lên đây nèo. Úi giời ơi. Ui ui ui. Ăn ngay. Xin, mình xin. Tớ tè phát bọn này không dám vào làm gì luôn. Rén liền. Lãng Du, bắt nó khỏe thế. Đầu game mà anh, đầu game thằng bắt đúng là cũng khỏe. Trần Khoa, ai cho xin IDP nào? Phạm Gia Lợi còi ăn hành thon. Thôi 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 Gia Lợi. Gia Lợi no lắm Gia Lợi. Cẩn thận nó nhảy. Đại tí hồi công ty hết mana rồi. Trời ơi tôi hết mana các ông già ơi. Cái slot săn mây. Rồi săn. Đánh với mây bú quên không thích đòi săn mây mây. Trời ơi, trời ơi. Lại mức bẩn đó. Trời ơi. Ôi quả sai cầu cây ở trên kia chết rồi. Bắt tơ ngáo gì đó anh em ơi. Ăn nhô ăn nhô. Lì à mày. Hoàng Thanh Phương HTP. Mây lại cầm eo su bắn cho thì lai khóc nhè. Trời ơi. Biết sợ mây mây chưa.
chói rồi này, nó mất chói này anh em ơi. Các thần đồng ơi, qua đây hút nhanh nhanh nhanh. Trần Khoa, 545.200 vào đi anh em. Ôi con chim, con chim, con chim, con chim. Minh Kha, như mãi đỉnh. Em còn chưa chưa kịp làm gì chết rồi mà mãi đỉnh anh Minh Kha ơi. Chết luôn rồi. Tự dưng khen người ta đỉnh người ta chết luôn. Sad boy chết rồi. Đợt ta này. Sao game này anh em phải tin tớ. Game này là tớ là tướng lết mọi người ạ. Ai cũng muốn win không muốn săn mây à. Chơi với mây là win mà. Là săn mây nữa chờ. Áp lực. Tí nữa team nó yếu mà. Tí nữa thằng Zata với thằng Butter nó yếu. Yếu xìu mọi người, đầu game bọn này mạnh thôi. Tí late game team mình Phạm Gia Lợi chặt. 545.200 săn mây thư. Không có ai săn đâu Lợi ơi. Đòi săn. Em ơi đừng khóc. Ấy nó mất chói rồi này bạn ơi. Butter mất stack kìa. Chơi. Ui lại còn thêm thằng Zata nữa. Phạm Gia Lợi, một slot Echio, vào AD nó qua. À! Sao đít nè. Ui giời ơi, team mình thiếu bạn AD cả sao. Em ơi đừng khóc, mong tôi chưa mắt xe bắt em đi. Trần Quang Trung, thua luôn rồi đấy. Đòi thua. Đòi thua anh Trung ơi, mai thua game này, thật sự luôn. Nhìn em chuẩn bị lật kèo đây. Cho anh sẽ xem những cái game nó lật kèo nó gọi là như thế nào. Em cầm Kahi 3 đường, mất 3 đường em còn lật được kèo nữa là răm 3 cái game. 3 đường còn nguyên vẹn này. Nhìn. Đỗ Xuân Đình, anh lỡ yêu mây rồi thì phải làm sao đây ta? Phải làm sao, phải làm sao? Em không biết. Qua đây tớ cover. Cậu kia hút tớ. Bắn nó. Trời ơi. Phạm Gia Lợi, mây chờ em SS nha. Em ơi. Rồi lại cái gì ấy thế này, nhạc lại chết, bản quyền chết. Phạm Gia Lợi đủ tim rồi. Không. Hay quá bạn ơi. Hôm cơ body giờ mà ngồi hỏi làm sao thì có mà lên trời thì mặt cười chảy nước trên mây ở mặt đấy đỉnh ơi cười duyên che miệng. Ôi AD không đi chung nè, AD không đi chung mà đẩy trụ này tớ ấy cho mà đẩy này đi lẻ hoài vậy.
Minh Kha, mở mấy bài nhạc lofi đi em. Nhạc lofi dễ bản quyền anh. Mình nha các bạn, cho mình con blue đi. Ken câu nhảm. Nó chuẩn bị 3 stack ấy. Qua này từ qua kiếm à. Vài chi ngò, mờ nhắc to ti ban ơi. Bị bé ai? Ui AD, ê AD, AD làm gì đấy? Phải trưởng lên, lên đổi mạng với thằng chim xong chết đấy ạ. Ok cho bạn ơi. Đỗ Xuân Đình, ông trời tạo ra địa chấn còn mây là điểm nhấn. Team mình thiếu AD các bạn ơi. Team mình thiếu AD mà. Trần Quang Trung lên băng nhẫn study mới thấm được. Cần lên băng nhẫn. Ủa nãy chúng nó vừa đây mà chúng nó dạt sang hết một bên nhanh vãi. Thu đi tớ đép được đấy. Team thiếu người em cần đâu. Minh Kha, cố lên tôi tin bạn sẽ thắng trận này. Các bạn ơi, tớ tin tôi. Lùi nhá, tớ lùi đây. Trên đấy, đừng có đánh nhau nhá. Dép xe xe này, mấy ông già cứ thế này. Lo nhé là nhòi, thôi thôi. Quả sai của cây, lo nhé là nhòi. Lãng Du, bên nó có hai thánh vét. Tầm này cho nó đi vét máng lợn chứ còn vét cái gì nữa. Bắt tơ quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. 3 giây nữa tôi mới có ôn tay. Nguyễn Thế Hải, he sờ lô. Lô Thế Hải nhỉ. Khép góc cho bạn dừng chạy thôi. Đích trúng được nó cay rồi. Hoàng Thanh Phương HTP, combat mở em nhìn đứng nhau u chiến thật. Bốn giây nữa tớ có ulti. Hai. Hay thế nhở. Hay bạn ơi. Tớ đái ở đây nó còn chết nhở. Nhờn. Nhờn. Trần Quang Trung, có cái điểm thua rồi. Mai thua. Ok chua. Lãng Du, lật kèo rồi. Ai cho nó cho cái đi. Rồi, nó không có đam. Đây, 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 để tôi. Để tôi. Mình Kha, mai thừa là phải 24 giờ nữa à? Ý mai thua, anh là em là mà. Ôi hút 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 đâu ơi. Ra ta bay ngỏm củ tỏi ở ngoài này này.
Trời ơi. Vai trưởng về. Về, không vào được đâu. Mẹ chết hai ông là thua luôn đấy. Về rồi. Nghiêm Trung, Hello Văn. Không vào được, nó còn 1.000 máu kìa. Nhìn thế nhưng mà trụ còn 1.000 máu kìa. Kéo lên mà xem. 1.000 máu con Emily không ấy được. Emily không đá được. Đây mới ra rồi đấy. 12 giây nữa mới ra đá lính thì bạn để 10. Từ nhá. 9. Ra lính đi. Lính tà thần. Lính tà thần đã lên rồi mà lính tà thần. Cố lên 1 giây nữa tôi ra rồi đây. Cho chúng mày 3 giây để cút. Trời ơi, cút mẹ đi nhanh ơi. Thôi chết rồi, mình cút mẹ rồi. Các bạn này, các bạn để tấm vừa gáy xong các bạn để buồn cười thì đây. Tớ cút rồi. Ủa sao mà sao chúng nó mà mai không chết đây? Kèm cho nhường vừa. Ôi giời ơi, ý, cứu anh đây kìa. Anh đây ơi, cố lên. Ôi giời ơi, nó còn giáp hồi sinh. Hay rồi. Thằng tu len kìa. Ngon rồi. Lên đi. Có lính đây nữa này các bạn ơi. Lính ba đường tờ cao luôn. Ngon luôn. Nghiêm Trung, chơi game không để ý. Sao nhưng mà em tè quả mà chúng nó tạt hết sang hai bên mà. Ra ta không sợ đâu. Đẩy lính lên là sợ cho ra ta. AD có giáp hồi sinh không sợ đâu. Đây, thôi không phải vội đâu, đợi. Đấy, bạn kia, cái bạn FB đợi mình lăn lên này. Tim ơi, đây. Nhìn thấy lính là thấy win rồi. Đây, hút lên nhanh em. Đợi đây, bảo đừng có vội mà, hai đứa mình lên đây rồi. Lên anh em. Đấy, chết bọn này. Cụ tổ hùng này. Ui trời ơi, nó còn băng xương này. Trời ơi, chơi game vẫn chưa win nữa. Lại chim cút rồi. Hôm cơ vò bình, tải mây cứ gáy phát là chết luôn là sao nhỉ? Mặt cười chết. Cái bọn này léo nhéo, tìm. Đợi tớ tí nha, tớ soạn bộ đồ các kiểu á. Đẹp được không sao đâu. Nó yếu hết rồi này. Trần Quang Trung, nhây tí thua ngược mới cười cho. Mặt ai thèm nhây, em đánh thật này nhây. Cũng win được đâu. Chị này. Chị có biết. Càng thằng ấy, thằng Buster kìa. Không sao. Được nha, 5 giây nữa chơi này. 4, đừng lăn tôi vô các bạn này. Điên à, tôi đánh rỉa bắt nó lăn tôi vô. Đi hoang toàn rồi y đô ơi, cây. Thế mà nó vẫn sống nha, chơi game kỳ cục. Tầm này lên cái băng xương đi cho chắc cốp. Anh em chết hết rồi. Minh Kha, nhây thật sự. Nhây nữa, hỏi nhây nữa. Không biết nổi câu nhây. Cay quá trường. Mẹ muốn nhìn lắm rồi anh ơi. Nhìn chung, baby Facebook được không ạ? Được nhá. Anh em nào hay xem stream hay tương tác là mình có kết bạn mà. Chói rừng. 2 giây nữa có ulti rồi. Phạm ra lời tí phun tim. Trời. Nhẩn. Đằng bên này AD nó bên này. À thằng Tulen bên này này. Tulen có giáp hồi sinh nhở.
7 giờ nữa có ôn ti tiếp. Mọi người vừa đánh vừa đợi mình hội ôn ti ấy. Vừa đánh đấy, vừa cứ đánh đánh đấy. Đây đây đây, mày chết. Thằng tu lên đằng sau đít, thằng tu lên đằng sau đít. Tu lên đằng sau đít. Nghiêm Trung, hay xem ti ti mới được fan cứng nẻ ướp được phê bi. Win. Phạm Gia Lợi, tí khôn tìm SS luôn nha chị. Ok em ơi, team em có chiến tướng không anh như thế nào? Team em cùng sao với team chị đang chơi đúng không? Hay như thế nào? Có bạn nào chiến tướng không? Phải có bạn nào chiến tướng thì mới săn được. Để chơi lại team này thì nói bằng sao? Đức quân nào đây ta? Chơi game 30% đam, ok chưa? Ôi lệ này, 283218 mọi người, nguyên trận. Win là rõ. Win là rõ. Em xem. Win ván mà muốn đi chạy à? Chơi thế nó mới cảm xúc chứ. Thắng mà dễ quá nó lại không vui. Không có game luôn này, chị tìm không có game luôn này. Đó là săn đấy. Săn nào mà săn không gặp nhau này. Thế hôm nay tớ live stream tớ bị lại bị bóp tiếp cận rồi các bạn. Chật xuống. Chật rồi à, em tìm thấy rồi à. Chị vẫn chưa có game này. Giờ chị mới có game này. Thế em thấy mà không thấy chị thì em phải đứng SS chứ. Xong rồi đợi chị thấy chị có trận thì mới SS chứ. Linh ta thắng muốn nổ tim. Cảm ơn anh Linh Hiếp gửi sao cho em nhỏ. Thắng muốn nổ tim. Chơi nhưng mà chơi thế thắng nó mới vui. Thắng chiến nó mới vui. Tắt điều hòa lạnh quá. Game này đánh gì nhỉ mọi người nhỉ? Nguyễn Quốc Vinh đánh với máy hả mày? Đánh thế cậu đánh với máy nữa, đánh gần tiếng đồng hồ cậu đánh với máy. Chán thật. Chán ruột. Mây rừng hay AD thôi, mây AD chăng? Mây AD chăng? Ôm men thì chúng ta lại chơi hay AD chê. Sợ rè. Đỗ Sơn Đình, sao thấy giống gặp rồi ta? À đêm rồi mà mấy anh em vẫn thích nghe nhạc dãy nảy ấy nhở? Sao anh em thích là được? Anh em thích là được. Nghe bài khác. Thời gian sẽ trả lời. Hoàng Văn Tuấn, hello chị Mây. Hello, hello anh Tuấn à. Thì đương nhiên rồi anh Minh Kha, em hay đánh AD hơn mà. Dừng thi thoảng mới đi. Mùi hướng, con này có hiệu ứng không? Con này có anh ạ. Skin này có hiệu ứng. Ủa rơi gì nhỉ? Hoàng Văn Tuấn, này ngáp ngủ quá ta, mặt cười chảy nước. Okay. Anh đi.
lên nước lọc. Mệt mà mấy hôm nay em có được ngủ mấy đâu. Mấy đêm mây bị thiếu ngủ ấy, nên là hôm nay hơi buồn. Home the body, nhạc không lời sáo có bị bản quyền không em? Ôi mà thôi. Nghe nhạc sáo gì rồi đấy. Hoàng Văn Thành, của chị chưa ngủ hở? Chưa. Mọi người cứ đừng đấy, mình ra mình farm trước. Mẹ biết sao mình là thằng thanh chủ? Ồ, chơi game bực mình thế nhở. Ủa ông kia vào trước mà ông kia sao mình thành thằng thanh chủ vậy? Thấy mọi người dồn đem thì vô dồn đem cho mọi người. Mày ở dưới. Anh Vinh này đừng có nói lên thuyên anh ơi. Anh này cứ kiểu mẹ kiểu không biết nói gì xong cứ toàn nói lên thuyên á. Mệt lắm anh Vinh ạ. Chết mạng xàm quá. Đặng Văn Hùng, em mê đẹp gái tiêu chuẩn bạn trai em là gì? Em không có tiêu chuẩn anh. Em thích là được nên em không có tiêu chuẩn. Minh Kha, bắn nó trước thì trụ nó bắn là phải rồi. Ủa nhưng mà ông xúc bót ông ấy đánh nó trước mà. Sao nó lại bắn sang sang chị thì mới cay. Thì xúc bót vào tay là xúc bót đánh thằng ấy trước rồi mà. Thế mới bảo là lạ. Đặng Văn Hùng, em lại phết anh rồi xinh như này cơ mà. Nếu như nghĩ em là phép thì anh hỏi làm gì? Chơi hỏi xong trả lời lại bảo phép. Đúng không? Nếu anh nghĩ em là phép thì anh hỏi làm gì? Tin em nói thật thì hẵng hỏi. Thì ra nên trả lời. Đỗ Xuân Đình, thôi đừng hỏi nữa bạn ơi. Hoàng Thanh Phương HTP, Hồ SP đánh tốt thế. Thank you.
ơi, nó bắn tôi. Sao bạn trâu thế? Ui má ơi. Trời ơi, tôi bị nó bắn chết nè. Vậy nốt con AD nó kìa mít rồi. Nó hết chiêu 2 á bạn. Khói VS, SP châu vãi. Châu thật sự. Biết chơi đến châu. Ken cơ, phiên bản danh sách à, chưa có sách với đao mà xung vậy. Về đây dân xe em tình cả em với anh. Ôi thằng bắt mang. Phạm ra lời, rồi Nguyễn Quốc Vinh, mày đánh máy hả? Máy đâu anh? Máy 53 sao anh ơi? Trời ôm, cho luôn. Đi lên cho luôn. Ôi giời, tôi xui chưa? Cái ông này trâu thế nhở? Như bò ấy. Nhìn, nhìn tim nó ngán luôn. Ớn luôn. Đặt màn hiền nhá mày. Mình vẫn chưa biến về được à? Ken công, Stara Châu mà không có sách với đao là chịu không nổi đâu. Ủa các bạn lại trâu vãi cả đấy, đánh từ nãy giờ không chết luôn đấy. Thì nó dồn chiêu vào cứ như là kiểu ấy mọi người. Nhưng tối thiểu ở một người con trai như anh 20 triệu trên một tháng lo được cho em, và nếu đó là đủ thì anh sẽ phấn đấu hơn nữa. Mặt cười cái gì đấy, anh nói lên thuyến gì đấy anh Hùng ơi. Em bảo em không có tiêu chuẩn của bạn trai chứ không có nghĩa là anh làm được 20 triệu một tháng thì là em sẽ yêu anh ạ. Đúng không? Em đâu có yêu anh đâu. Nói rồi, người ta tự nuôi được bản thân người ta nên là đương nhiên thì nồi nào nó úp mới úp vung đấy chứ. Nguyễn Quốc Vinh, mày đánh máy hả? Ui là bắn đau các bạn ơi. Ủa Ken công, liên tha liên thuyên. Ui là bắn đau quá mọi người. Ui 8 năm ạ. Thế nhưng mà hên quá tớ chấm dứt được nó. Thế là tớ lãi nhỉ mọi người nhỉ.
khi em đi xem mắt, em có hỏi bất kỳ thằng đàn ông nào câu đó không? Em chưa đi xem mắt bao giờ anh ơi, em có thần kinh đâu mà. Thức đêm nhiều mới thấy nhiều pha tấu hài ra phết. Thời buổi này rồi ai còn đi xem mắt nữa trời ơi. Em cũng không biết nữa, em không biết là mọi người còn hay đi xem mắt không nhỉ? Em chưa bao giờ đi xem mắt rồi, không có ý định xem mắt. Ví dụ mình đi làm ở đâu hay là mình tiếp xúc với ai qua, còn nói chung là đồng nghiệp hay gì đấy, đúng không? Thì tự dưng mình yêu thì mình yêu, chứ đi ai đi xem mắt nữa trời. Mệt. Khen cơ, thế quá hóa rồi. Hỏi bất kỳ thằng đàn ông nào hỏi gì. Tự dưng hỏi lương anh nhiều tháng à? Rảnh đâu anh ơi. Ai rảnh hỏi chứ. Linh Nguyên, giờ đi xem chim thì xem. Mẹ luôn. Thế cái bà Linh Nguyễn này, bà toàn comment mấy câu mất dạy. Cái bà này có chồng có con rồi mà. Cái bà này xem ngày nào xem chim. Đi ngủ đi. Có chồng có con thì ngày nào cũng đi vào đây xem chim. Xong nói lên than thuyền. Kênh thì toàn các anh với các cháu. Bảo comment lên thuyền. Bà Linh Nguyễn này nhá. Có chồng có con rồi ngủ. Ôm chồng ôm con mà ngủ đi. Chứ cứ vào đây xem chim với mây thôi. Hay đêm nào cũng vào xong rồi lên than thuyền. Ú láo thật. Bà này lại có chồng có con rồi. Chồng biết chồng buồn đấy chị Linh ơi. Chồng có con mà ngày nào cũng vào đây xem stream chán. Đêm nào là không thấy mặt bà này luôn ấy. Đêm nào cũng thấy vào đây xem stream. Đặng Văn Hùng, nhìn em công chúa đẹp như hoa anh đoán thế thôi. Nếu không phải thì anh góp ý mày. Tự dưng lại góp ý cái gì? Nhưng mà em làm gì mà anh lại góp ý? Tự dưng lại góp ý. Nếu như một thằng con trai 20 triệu xong đủ lo cho em thế này thế kia là thế nào? Anh lại còn góp ý để em chọn mẫu bạn trai à? Rất cảm ơn sự góp ý của anh. Rất cảm ơn sự góp ý của anh nhá. Không có gu thì đơn giản là không có gu thôi, chứ liên quan gì đến lương bao nhiêu một tháng anh. Mệt, nghe mắc mệt luôn. Nói chung đối với em thì tiền em có thể tự kiếm được anh ạ. Chồng em mà không lo được cho chồng em thì em lo cho chồng em cũng được anh. Em vấn đề đối với em không quan trọng lắm. Ok. Than thuyền rồi. Phạm Gia Lợi, tán gái đề cập đến xiền trước là hỏng oi. Nhất là gặp ngay một con mà không cần tiền như mình. Mình thì nghèo nhưng mà mình cũng không thiếu tiền. Ui, nó bắn đau vậy? Ôi, còn chưa kịp lên ulti nữa, không có thanh tẩy, đang đợi thanh tẩy. Đang thả diều đợi thanh tẩy anh em ạ. Nghe. Đỗ Xuân Đình, thứ con gái cần là cái khác chứ có phải lương bao nhiêu một tháng đâu. Thật ra là cái vấn đề lương bao nhiêu một tháng đó là cái vấn đề thực tế, nhưng cái vấn đề nó sẽ đến sau ở trong một mối quan hệ, hiểu không? Chứ không phải là cái vấn đề đầu tiên mà người ta nhìn vào. Cái vấn đề này nó là cái vấn đề thực tế rồi. Bớt châu gòn. Ừ, bây giờ nó có sách rồi, có đau rồi. Cái vấn đề là cái vấn đề thực tế về sau, người ta yêu nhau, người ta nghĩ chuyện thực tế rồi. Với cả nói chung là mấy ông lo thì cái đấy, nồi nào thì úp úp đấy rồi à. Chứ làm gì có tự nhiên đấy đâu. Đúng không? Lo mà cái vấn đề vớ vẩn. Nguyên rồi. Hay quá mọi người. Luyên thuyền. À, người lương bao nhiêu một tháng đâu bằng người một tháng trả lương cho bao người. Hay đấy, câu này ao nhây tất cả luôn. Ok. Tao ngủ với hàng trăm rồi mà chưa con nào hỏi anh làm tháng bao nhiêu. Ai là Phắc Boy thực tế anh không nói cho vui bé ơi. Giờ biết thêm quả Linh Hit Phắc Boy này. Giờ người ta tính lương theo phút với giờ thôi mới huynh đệ ơi, chứ lương tháng không ăn thua à. Chung là mình
mình là tuyết, mình không thích phụ thuộc vào ai. Đấy là em nghĩ thế, anh từng đi xem mắt cả ba, ba đều xinh kiểu em, mỗi một nét khác nhau. Họ đòi hỏi thu nhập anh, nhà bố mẹ anh làm gì, toàn ba cô. Sếp bố chị anh giới thiệu toàn các con của các sếp à, thế thế toàn con của sếp, thế sao anh không yêu ấy, tự dưng phải đấy. Cái này thực tế anh không nói cho vui à, em bảo gì đâu, đấy là tuổi anh đi xem mắt, em bảo gì tự dưng vào đây nói em cảm thấy áp lực quá à. Anh Hùng ơi, tự dưng hỏi mình gu người yêu mình gì, mình bảo mình không có gu, xong nói mình áp lực quá các bạn. Hay bây giờ mình phải có một gu người yêu cố định nhỉ, cho nó rực rỡ nhỉ. Chị cũng biết nồi nào úp vùng đấy, cái đấy nó là vấn đề ấy mà em. Tần số rồi. Nồi nào úp vùng đấy là cái vấn đề mà nó là vấn đề dĩ nhiên trong cuộc sống mà. Chứ còn cái câu chuyện mà hoàng tử và lọ lem ấy, nó chỉ có trong cổ tích thôi, ít xảy ra lắm. Nó cũng phải gọi là xứng đôi vừa lứa. Cứ bảo đẹp trai khoai to là được à? Tôi phải bây giờ chắc là vâng chị. Bây giờ tôi phải có một cái gu người yêu để cho đỡ áp lực. Tự dưng anh Hùng nói làm tôi áp lực quá các bạn. Bây giờ không có gu người yêu, bây giờ anh Hùng anh nói làm em áp hết cả sức lực luôn đây này. Anh cưới rồi. 5 năm sao còn lệch á? Còn do anh em vào chơi cùng nữa. Đấy 3 giờ vẫn nhiều người chơi đấy, tầm 5 giờ săn dễ hơn. Phạm Gia Lợi, vãi lối chịu, 55 sao còn lệch. Hoàng tử lọ lem có mà có, nhưng mà ít. Còn đâu đa phần trong cuộc sống bạn không thấy nó đều là xứng đôi vừa lứa à? Những cái người mà người ta tài giỏi, đa số người ta cũng sẽ cưới những người tài giỏi như người ta. Thật mà. Bởi vì là những người tài giỏi thì người ta sẽ làm trong một môi trường tài giỏi, thì người ta sẽ gặp toàn những người tài giỏi, và đương nhiên người ta sẽ yêu những người đấy. Nói chung là mình như thế nào thì mình của mình là cao to đen thôi. Còn đâu, nói chung là mình như thế nào thì mình sẽ sống trong một môi trường như thế mọi người. Mình sẽ làm việc trong môi trường như thế thì mình sẽ tiếp xúc với những người như thế, và mình sẽ yêu những người như thế. Nói chung là mình như thế nào thì mình sẽ yêu lại những người như vậy. Đa số như vậy, thế thì mới hay có câu là nồi nào úp vung đấy. Mình nghĩ thế mọi người ạ. Không biết có đúng không nhưng mà mây nghĩ thế. Đỗ Xuân Đình, hiếm xảy ra lắm. My gu. Ok, my gu. Nhưng mà fuckboy không phải gu của tôi nha. Tôi là thuộc dạng yêu ít nhưng mà dài lâu ấy các bạn. Thế chứ mây mới trải qua 2 mối tình mà. Mây lười yêu lắm, lười bắt đầu một mối quan hệ mới lắm, cảm thấy rất là mất thời gian. Yêu ít thôi, chất lượng là được, không cần phải yêu nhiều. Kiểu mỗi một lần bắt đầu yêu mình thấy ngại ấy, ngại yêu lắm. Tốt là được rồi. Ừ, vạn sự tùy duyên mà. Thì nhưng mà đa số là như thế. Thực tế vậy. Hoài Lâm, VN sao rồi mây? Em 53, 54 á. Năm mấy sao em không để ý lắm. Chứ bây giờ lại còn bắt yêu lại phải có gu nữa. Nghe đã thấy mệt rồi nhở. Nghe nó đã phải trong khuôn khổ rồi. Kiểu mây không thích phải có gu đâu. Kiểu tình yêu nó là một cái theo cảm xúc ấy. Mình gặp ai, ví dụ như thích người ta từ cái nhìn đầu tiên thì mình yêu, thế là xong. Chứ rất ghét cái kiểu là ví dụ phải gu là Dinh như trang, này, như hello, kia. Chị đẹp AHH. Cảm giác tình yêu nó phải đóng khung trong một cái gu nghe. Trong cái gu nghe nó cứ làm sao kỳ kỳ mọi người. Thôi để trận này mây đi FP cũng được. Đỗ Xuân Đình, khi yêu mây trung tình nhất đó nha. Mình là mình thích kiểu yêu theo kiểu cảm xúc ấy mọi người. Mây hai mối tình của mình thôi. Bạn vừa ở trên, bạn vừa comment là tôi ngủ hàng trăm người chưa thấy ai hỏi câu anh lương tháng bao nhiêu. Ok, fuckboy linh hip. Bây giờ kênh tôi là có mẹ quả fuckboy linh hip. Hai người tài khó sống lắm mây à. Không phải hai người tài khó sống lắm, không phải tài về cùng một lĩnh vực, người ta không giỏi về lĩnh vực này, người ta giỏi về lĩnh vực khác. Nhau thì đến quy tầm linh tinh làm gì? Đúng. Anh bị người ta từ chối chứ phải không mong mọi họ đều thế với mình. Nói chung là bố anh cũng là sếp, cũng không phải là quan chức lớn như mấy ông bố của ba công chúa kia. Thì người ta thấy không hợp thì người ta từ chối thế thôi, có cái gì đâu. Tự dưng lại mình nói cái gì em thích là yêu thôi. Em không hiểu luôn á anh Hùng. Anh đi, tức là câu chuyện của anh là anh đi xem mắt, xong anh bị người ta từ chối.
thì người ta thấy không hợp, không phù hợp, không phù hợp cách nói chuyện, không phù hợp trong mọi thứ thì người ta từ chối. Có thế thôi, đơn giản mà, mới đi xem mắt thôi mà, có gì đâu mà nghe áp lực gì. Trần Nhật yêu chị Mây. Nói đơn giản là ba con kia mỗi người đi một con xe khác nhau, một Hyundai 800 triệu, một xe Mercedes 2 tỷ. Anh đi xem mắt lại đi SH, mọi người đánh giá về phương tiện đi lại à? Ờ thế à? Ý là anh đang bảo là anh có SH đấy. Ý anh Hùng anh đang bảo là anh đấy đi SH đấy mọi người. Anh Hùng đang bảo anh Hùng đi SH, bố anh ấy làm sếp đấy, đừng có đùa với anh Hùng Trần nha. Yêu chị mày đi qua xem. Anh em tạo mối quan hệ đi. Sao biết đâu. Nhờ anh Hùng xin việc cho. Bố anh ấy làm sếp đấy, anh vừa bảo thế. Đừng có đùa. Đừng có đùa với Ninja rùa. Yêu em. Phùng Đức Thắng, mặt cười chảy nước hâu à Hùng. Anh em giải cứu anh Hùng đi, anh Hùng đi xem mắt 3 lần mà bị từ chối đó, trong khi anh ấy đi SH và bố anh ấy làm sếp. Hãy giải cứu anh Hùng. Tên Mai, đi xem mắt đi bằng máy bay nè. Mặt cười khác người từ chối là cho bay luôn. Nói ảnh tình mũ là đâu. Cười đau con mặt cười lắm. Đỗ Thành Nam, đấy là tại anh không biết nấu cơm rửa bát đấy. Ôi trời ơi, bạn ơi, ôi bạn ơi, bạn Hiếu ơi, chúng ta chưa chết này. Home to body, đồ giờ con thời đi xem mắt thì đúng là vấn đề quá rồi, bản lĩnh đàn ông ở đâu, uy tín chỗ nào? Xem mắt ở đâu đúng không? Bản lĩnh đàn ông ở đâu? Uy tín chỗ nào? Xem mắt ở đâu? Anh Hùng cho anh hôm qua đi xin cái địa chỉ, lần sau anh ấy đi xem mắt chung. Hãy biết rằng này cha mẹ là như chúng ta. Đỗ Sơn Đình, tình yêu nó là cái gì đấy? Tiền bạc và danh vọng mới là thứ mình tự tạo ra được. Bảo vệ con người mọi thứ kể cả tình yêu cũng chỉ là thỏa mãn cảm xúc nhất thời thôi bạn. Mình chỉ nên kiếm tiền rất là khổ. Cứ tí là yêu đường ở, yêu với đường. Làm Grab rồi. Làm Grab rồi. Ôi làm Grab giờ giàu lắm đấy. Đừng có đùa với nhân dân rùa. Mấy anh Grab nha. Mây đi suốt, mây hỏi suốt. Hôm mây hỏi anh là anh nhở? Hồng mỏng quá nên anh ý đấy. Anh ấy nói chuyện gì nhở? Thế xong là mình hỏi, anh ấy bảo là lương mấy triệu một tháng nhở? Thế mình bảo là đi Grab bây giờ, chạy Grab này cả ngày là cũng phải được 7-8 triệu anh nhở? Anh bảo là 7-8 triệu sao đủ sống em. Đấy, chứng tỏ một tháng anh phải làm 10-15 triệu các bạn. Bởi vì là 7-8 triệu là mấy cái bạn chạy part time thôi. Bởi vì tớ có kinh nghiệm là tớ đi Grab 5 năm nay rồi. 5 năm nay từ lúc bắt đầu xuống đại học là mây auto mới đi Grab, đi làm thêm đi Grab à. Nên là Grab này, Gojek này, Buy này, Bi này. Mình làm Grab nghèo nè. Này Grab giờ hơi giàu đấy. Hôm trước đi Grab còn gặp anh chất chơi luôn mọi người. Anh ấy vừa đến nhá, anh chở mình, anh hỏi mình là em có đội mũ bảo hiểm không? Hôm đấy mình không đeo khẩu trang, anh hỏi mình em có đội mũ bảo hiểm không? Xong anh hỏi mình là, mình bảo ủa thế đi xe không đội mũ bảo hiểm à anh? Anh bảo chứ em thích đội không đội thôi, không cần đội. Xong rồi mình lên xe nhá. Thôi mình bảo thôi anh ấy cứ đưa em mũ bảo hiểm đội cho chắc, không công an bắt, ông ấy không mặc áo Grab mà. Xong ông ấy còn lên, mình lên xe ông hỏi em có nghe nhạc không? Xong rồi đưa AirPods cho mình nghe nhạc mà, chất chơi người rơi vậy đấy. Giỡn. Grab giờ giàu lắm. Mình mà biết chạy xe mà biết đường ấy mọi người, là mây cũng đi Grab đấy. Chạy Grab kiếm sống mọi người, kiếm cơm qua ngày. Minh Kha, Grab tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ừ, Grab giờ ấy mà. Mấy bạn chạy ít ít thôi là cũng 7-8 triệu một tháng rồi. Mấy anh mà chạy full time á, nhiều tiền lắm.
Grab kêu 1 tháng 30 triệu lãi đấy. Xăng bây giờ tăng không nói gì, cái đợt xăng rẻ trả lãi vậy nhờ. Xong bây giờ dạo này mấy anh còn hay Trần nhờ Nhật mình cướp được chi mây kết bạn. Ok nhờ đấy. Dạo này mấy anh còn toàn nhờ mình là đến xong rồi mình hủy chuyến hộ để mấy anh còn đỡ bị trả phí quá ác rồi mà. Biết sao dạo này mấy ông ấy toàn thế. Hạnh phúc nhau bé vỡ nó tâm vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhạt một sao vỡ rồi. Linh Nguyên, nó dùng GPS chạy mà. Em không xem được map, em xem map còn toàn bị xem sai. Dạy. Đỗ Xuân Đình, mây hình như cũng thích đi du lịch nhỉ? Ơ, em thề với anh chả có ai là người không thích đi du lịch cả. Em chắc chắn một điều rằng ai cũng là người thích đi du lịch. Quan trọng là mình có tiền để mình đi thôi hay không thôi. Chứ ai chả thích tận hưởng với các thứ. Có người thích đi du lịch trong nước, có người thích đi du lịch nước ngoài, khác nhau ở cái đấy thôi. Em nghĩ là ai cũng sẽ thích đi du lịch hết. Quan trọng là người ta có thời gian và Linh có chịu chi tiền đi hay không. Mày không muốn lấy chồng không nhường chồng cho kia. Ôi, chị ơi, đang tuổi ăn tuổi chơi, đêm đêm ngồi ôm lót với anh em, dưng lấy chồng trong đêm lại ngồi ôm con ôm chồng à, mệt lắm. Chồng con thì tầm này. Em bảo rồi, bao giờ em có tiền em mới lấy chồng. 27 tuổi ấy, mọi người. À, sự nghiệp vững chắc thì lấy chồng. Home cơ body, vậy anh em tìm chỗ mày ở xong đăng ký chạy rồi chờ đón được đấy. Mặt cười chảy nước. Giờ em ít khi đi rồi, ngày trước ấy, ngày trước một tháng, một ngày là đi hết 120.000, đi làm thêm với đi học. Em toàn làm thêm chỗ xa mọi người. Có đợt học ở Trần Khát Chân này, học thì ở trong Vĩnh Hưng, đi làm thêm ở trên ngõ núi Trúc mấy ông ạ. Nể không? Đi làm thêm xa vậy đấy, xong toàn giờ tắc đường ấy chứ. Thì đi học xong đi lên chỗ làm thêm mọi người. Toàn giờ tắc thôi. Tính xương xương là cứ 3 triệu một tháng thôi, trung bình thôi. Hơn 3 triệu nhưng mà cứ tính xương xương 3 triệu một tháng thôi là đi 5 năm là cũng hết gần 200 Linh triệu. Linh Kha, 27 tuổi lấy chồng sớm quá, bên career người ta 30 mới lấy cơ. À, nói chung là tầm đấy, hai con gái 27 lấy là đẹp rồi, 30 lấy thì lúc đấy đẻ xong rồi khổ lắm mọi người. Còn đẻ nữa chứ trời. Trước mệnh nghĩ 30 tuổi mê mới lấy chồng ấy, nhưng mà nghĩ là lấy chồng 30 mới lấy đẻ thì chết. Khổ lắm. Lấy 27 thôi, đẻ là vừa. Là 10 điểm. Nhưng mà kiểu nếu như mà lúc đấy sự nghiệp ok rồi thì mấy ấy thôi. Có Ken tiền thì mới lấy. Thế đây Việt Nam hay Korea? Chứ không là vẫn đấy. Nhưng mà tôi thấy 27, con gái 27 lấy là đẹp rồi. Mẹ con gái còn đẻ đái nữa. Con trai 30 không nói gì, nhưng mà con gái 30 xong rồi đẻ thì chết à. Có giải nhá, không sợ đâu. Khúc Nguyên, mệt không mày? Em bình thường em quen rồi anh ơi. Em làm việc với cái chế, cái cường độ này quen rồi. Ôi bạn ơi. Hay. Mất mẹ cái giải rồi đấy. Hai Thanh Nhật Mi, lấy chồng không đẻ không được à chị? Ồ, em không biết là khi lấy chồng mẹ làm mẹ nó là một chức năng mẹ quý báu, với cả phụ nữ là sẽ lại không đẻ. Vớ vẩn thằng em. Mình thích trẻ con lắm nhưng mà mình bị sợ đẻ các bạn ạ. Kiểu nghĩ đẻ đã thấy đau ấy. Tự dưng mấy ông nhắc cái chuyện đẻ đái ở đây. Yêu chứ. Đau thế nhở? Ủa sao lại bay lên đánh thường mình, không đánh thường mít như kìa. Đỗ Xuân Đình, quan trọng sớm hay muộn mà thôi.
Không phải quan trọng sớm hay muộn, bây giờ quan trọng là có ai cưới hay không thôi. Gớm nữa. Ế mốc mồm ra đây, cứ bàn chuyện cưới mà chỉ xin chứa với chỉ đẻ mấy cái ông này. Rồi sáng mây không đi làm gì hả chị à? Chị hiện tại chị đang làm livestream thôi em. Nó đã chiếm hết thời gian rồi, với cả chị đang học nữa. Chị đang học nốt cho xong em ơi. Chị vẫn còn 3 môn nữa để ra trường em ạ. Chị bị ra trường chậm hơn các bạn bởi vì là chị toàn vừa làm vừa học ấy. Với cái này làm cái này mất nhiều thời gian quá. Ngày trước chị làm YouTube chị còn bay mẹ Sài Gòn dày cũng oánh giải cái thứ Free Fire. Không đẻ lúc có tuổi buồn lắm. Nói chung là phải đẻ chứ, ai cũng phải đẻ mà. Nhưng mà ôi em bị sợ đẻ mọi người, em thích trẻ con lắm. Em hay bế bọn trẻ con ở trong xóm, thích trẻ con lắm nhưng mà sợ đẻ. Không nghĩ cảnh đẻ sợ. Mày sợ tiêm, sợ tiếc các thứ à, bị sợ mấy cái đấy. Đợt đi nội soi dạ dày thôi, người ta gây mê mà mình phát hoảng. Minh Kha, Việt Nam bây giờ tân tiến rồi nên 30 là bình thường. Thì đâu có ai, đâu có ai. Ôi dồi ôi, đâu có ai là kiểu là kỳ thị là cưới muộn hay gì đâu. Bố mẹ mình cũng toàn bảo mình là đừng có cưới chồng sớm mà. Nhưng mà 27 tuổi cưới là đẹp rồi, xong còn đẻ nữa. 30 tuổi thì muộn quá. Chắc là nợ môn á. Ui, em đố chị mà ai mà vừa làm vừa học như em mà ra trường được đúng hạn đấy. Siêu nhân luôn. Quang, không đau đâu thích lắm, mặt cười lộn ruột. À mọi người bây giờ biết thêm anh Đặng Văn Hùng là anh ấy giỏi tiếng Anh đấy mọi người. Ai chẳng biết thời buổi 4.0 thì biết tiếng Anh là một lợi thế. What's your name? What's your name Hùng? Hùng tên gì Hùng? Giờ chị trước cưới anh Hùng tên gì anh Hùng? Giờ chị trước cưới. Đa số bây giờ toàn thế mà, nhiều người người ta toàn có chửa người ta mới cưới. Sợ là cưới xong về không chửa được ấy. Thế bình thường mà, xã hội bây giờ. Chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp. Ôi, tớ quên không để ý đang soạn đồ. Em luôn luôn bên ta mà mãi không buồn. Mà đâu có đâu thân em nơi đây. Mình Kha, chúng ta không nên nói trước điều gì cả vì không biết ngày mai sẽ như thế nào. Đúng. AD nó này, AD nó này, AD nó này. Lê Hiếu Phú, chưa nghỉ à mây? Em chưa anh ơi, em còn lâu em mới nghỉ. Đang ngồi chơi. Thế bảo hôm nay anh mệt mệt óc sớm mà cuối cùng ngồi bây giờ 3 giờ rồi. Mấy hôm cuối tháng này 29 này em thi một môn nữa nên là lấy dần những đồng mấy hôm nữa học ôn thi không like được nhiều. Linh Nguyên, lấy chồng khổ lắm nó hành cả đêm. Thế mà đêm nào em cũng thấy chị ngồi xem livestream em thế chị Linh ơi. Thế kêu lấy chồng khổ lắm mà đêm nào cũng thấy ngồi xem livestream mình nó luyên than thuê này các bà Linh Nguyễn này. Chả thấy bỏ đêm nào, đêm nào lại thấy xem. Ôi em cảm ơn Trần Nhật gửi sao nha, cảm ơn Trần Nhật nhiều. Đỗ Xuân Đình, đúng người thì như một công chúa còn thì ngược lại. Anh ơi, cưới chồng em không có quan niệm làm công chúa, công chúng là cái gì. Mẹ cứ yêu mình là được rồi. Công chúa ngồi lên đầu nó à. Công với trẻ chúa. Mệt ơi mệt. Trẻ trâu nó đâu mà công trẻ chúa trời. Linh Kha, bà Linh Nguyễn chắc chồng nó chán nên mới xem stream. Hôm nào cũng thấy xem stream. Ngày nào cũng thấy bà Linh Nguyễn này xem stream mà. Người anh yêu anh chúc em vui bên người.
Ôi mọi người bỏ tớ, mọi người ơi. Hoàng Minh Nhật, ngủ đi đại ca, chơi game quá 180p không tốt cho sức khỏe. Chết, ngày nào chị cũng chơi quá. Đâu riêng gì hôm nay đâu, bé ơi. Lên lại cái triệu băng lên cho nó khó chịu. Mọi người không ngủ đi, mọi người cứ nhắc nhở em không ngủ, mọi người đã ngủ đâu. Ngồi like cho mọi người có cái xem, có người trò chuyện còn gì. Anh em nào buồn ngủ thì có cái treo để ngủ gì nữa, hợp lý vãi rồi. Quên đi ngủ thôi, thật là cắm lạnh. Thật là cắm lạnh đó đi. Home the body, nói thật tương lai không xa là không cần học tiếng nào hết, có máy dịch giao tiếp rồi đấy, vẫn đang hoàn thiện chưa thương mại thôi các bạn. Không, nói chung là thời buổi này biết tiếng Anh thì vẫn là có lợi thế, cái đấy nó là sự thật. Biết tiếng Anh và biết công nghệ, lương nó sẽ cao hơn. Nên nha, có anh chị em, có con cái, các thứ nên cho đi học tiếng Anh. Từ bé tiếng Anh tốt mà. Nguyễn Văn Thương, lại quá là hợp lý vãi lúa. Hôm nào cũng like đến sáng thì đẹp. Hôm nào tôi chả like đến sáng bạn ơi. Hôm nào không like sáng đâu. Thôi thôi bà Linh ơi, chồng bà lại múc cho lại bảo tại số à. Tuyển thủ thi đấu luyện tới để gì đâu, quan trọng chế độ hợp lý hay không. Nói chung là không em ơi, tuyển thủ người ta không thức đêm như này đâu. Người ta cũng nhiều team nào cũng like đến sáng, nhiều team người ta là ngủ dậy các thứ xong người ta chay hát các thứ đấy, tùy team luyện tập ấy. Nhưng mà nói chung là Mây nghĩ là ví dụ như ở bên Mỹ thì nó cũng lệch giờ ấy, nên Mây sống lệch giờ một tí cũng sao, quan trọng là vẫn ăn uống được là được. Nhưng mà nói chung là có một đợt thì Mây bị mất ngủ thật, một có những đợt nhá Mây 2 ngày Mây không ngủ cơ, mọi người mất ngủ nặng lắm. Và dạo này đỡ rồi, dạo này ngủ được tí. Nên yêu những người có tài đặc biệt là tài sản. 730245 ạ. Nên yêu những người có tài đặc biệt là tài sản ạ. Chung là chị không biết, nói chung chắc là đối với mỗi người nó cái khác nhau hay sao. Chị thấy bình thường lắm, tại vì chị cũng tự kiếm ra được tiền ấy. Do tính á. Dụ như bạn chị ấy, chị cũng có mấy đứa bạn, tức là nó cũng mới ra trường xong nó cưới chồng thôi. Kiểu có mấy đứa bạn nó ra trường xong nó cưới chồng ấy, nó kiểu nó nghĩ là thì thôi bây giờ chưa có cần có công việc ổn định thì kiểu con gái ấy, thì đúng cũng đúng, con gái thì đâu cần gì phải quá gì to tát ấy, lấy chồng xong về làm cùng chồng hoặc lấy nào để chồng lo. Mình có vẻ chưa gặp được giai nào tốt lành tính nhỉ, nên suy nghĩ. Nhưng mà mình quá. Nhưng mà tính Mây thì Mây lại không thích thế. Ờ, Mây lại cứ thích Mây phải ổn định rồi Mây mới lấy chồng cơ. Nói chung là mỗi người mỗi tính mọi người. Game này có đỏ đen thua rồi, chị Mây kết bạn với em đi. Thôi Nhật ơi, chị không nhận sao kết bạn đâu. Thông cảm đi, xem like một thời gian là chị kết bạn à. Trần Nhật, chị Mây kê đi với em đi. Mây ơi, chạy Grab có nên quen bạn gái không hả? Hỏi buồn cười. Hỏi những câu rất buồn cười, nhưng sao lại chạy Grab còn chết chả nhẽ. Mẹ nghề Grab mà người ta ghi là chạy Grab không nên quen bạn gái hả anh? Nghề nào chả là cái nghề. Chết, không có Grab là 5 năm vừa rồi em Mây. Không biết đi bằng gì, đi bằng xe máy suốt ngày bị công an bắt. Mây là kiểu người thích tự chủ, các ông chả biết gì. Nói chung tùy tuyếp á. Nhưng mà thường thường con gái ấy, con gái mà theo cái kiểu tính như thế ấy, bạn thấy mọi người bảo là hay khổ, hay lận đận trong tình duyên lắm. Còn đâu cái tuyếp mà kiểu thích nhẹ nhàng, mà kiểu dạng là thôi để cho chồng lo thứ ấy, kiểu đấy thì lại được hưởng nhá. Mình hay thấy thế. Còn cái tuyếp mà thích, còn cái tuyếp mà thích kiểu độc lập tự do ấy, nó hay lận đận trong tình duyên kiểu gì ấy, chả biết tại sao. Mình thấy đúng. Nhưng mà mình không thể kiểu kia được, mình không thích thế, mình chả thích phụ thuộc vào ai bất kỳ cái gì luôn á. Cảm thấy rất là khó chịu. Với cả thời đại này, bây giờ mình phải kiếm được tiền các bạn hiểu không? Sao mẹ chàng chồng mình mẹ thích con nào đúng không? Cho mày cút luôn, tao mẹ có tự có tài chính cho tự nuôi con các thứ được hết. Văn Hùng, không cần. Em có thích ca coi Nhật không mày? Tức là kiểu không thích phải phụ thuộc bất kỳ vào cái gì. Tức là
đến với mình được, không đến với mình không, mình không có, mình cũng sẽ không tổn hại cái gì ấy, mọi người, đúng không? Chứ không thích bị kiểu dạng là kiểu là phải ấy. Ô, cái này nó bị lỗi đấy mọi người. Dạng là sau ví dụ phải phụ thuộc vào chồng, kể cả tài sản các thứ. Minh Kha, bác Hồ nóng rồi độc lập tự do hạnh phúc cứ nghệ theo lời bác dạy. Dạng là bị phụ thuộc ấy, xong ví dụ sau cái chồng bây giờ mọi người thấy đấy, bây giờ nhiều vụ nhỉ. Nên có nhất là mình cứ nên độc lập nó là ấy nhất. Sau ví dụ đấy là gỡ mồm nha. Là chả may gặp phải một người mà nó thế này thế kia, ok thôi, mình tự chủ được hết, mình chẳng cần, không thích phụ thuộc. Ken câu, thế ai đưa nắp cho đỏ đen vậy tóc? Giờ Grab là nhỉ? Ô, Grab, nói chung Grab bây giờ phải kiếm vãi ra cứ tiêu thổ. Lấy anh không, quen biết gì tự dựng lấy anh không, em chưa có nhu cầu lấy chồng anh rồi. Bảo rồi bao giờ em mây có tiền em mây mới, em mây mấy cái chồng. Bây giờ đã có tiền không? Đây có cái nịt thôi. Nguyễn Xuân Bách, bé muốn cưới chồng. Thôi thôi bé. Bé chưa ngủ hả bé? Bé chưa ngủ, mai đi học hả bé? Mai thứ hai sao mà? Ôm thứ hai mà. Bé đang chạy đi lái, đi lái gì? Làm gì mà đi lái? Kevin Dũng, không biết ai luôn. Hồng. Không biết ai luôn mà lấy, đã gặp nhau giờ tự dưng từ vào lấy anh đâu. Biết trên mạng thôi chứ đâu đã biết ở ngoài. Mà thường thường những ai hỏi em như thế nhá là chắc chắn là sẽ không rồi. Ước vậy. Dừng lấy anh không. Nguyễn Hữu Nhân, mày bật nhạc bolero cho dễ ngủ. Mọi người muốn nghe nhạc dễ ngủ à? Để xong game tớ đổi nhạc. Bét đi. Nhân ra có hai điều không bên trong. Một là khi say, hay khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ, ngày ở đâu mà ra. Quang Linh, chào chị già, lại là Quang Linh đây. Chị già, cái thằng này sao trẻ trung năng động này, và chị già. Ô chào câu nghe mất quan điểm rồi đấy Quang Linh ạ. À. Đã đây không chào lại luôn. Đây, thích thì chiều Đỗ luôn Xuân nhá. Đình, cùng quan điểm với mây luôn nà. Ok chưa? Chuyển nhạc cho anh em luôn, ok chưa? Đã mất ulti rồi đây. Quang Linh, ở quê em tầm tuổi này đẻ 34 lứa rồi chị già. Ờ, chỗ chị cũng nhiều bạn còn trẻ hơn chị bây giờ. Nhỏ chị tận mấy tuổi ấy, bây giờ con mẹ lớn ấy rồi em ơi. Lớn